Có cô kia có nói một câu, nói thầy nói đúng. Hồi đó con chưa tu, con khổ vì sát thân con lắm thầy. Con phải làm sao con ăn diện cho chồng con nhìn thấy được con. Nên thầy biết rằng có khi bằng đêm mà khó ngủ ghê, bị mũi cắn, văng mùng rồi, chỉ cần nằm ngồi ở đâu là mũi nó bay là đông lắm. Hỏi sao rồi? Ba tha cái em đầy mình, nó dít dịch hết trơn, rồi sức dưỡng da đồ đầy mình hết luôn. Bà nói là đánh từ mặt cho tới chân, đánh hết để mong làn da được mịn màng đẹp cho chồng thích. Bà nói khổ ghê lắm thầy ơi, từ khi mà con biết thầy tới giờ là con bỏ luôn, bỏ luôn, ghê chưa. Đó, nội cái thân xác này mình mang nó là mình đã thấy khổ nhiều cái. Mà một ngày nào khi nó bệnh đau nó xuống sắc cái, trời ơi mình trốn người ta luôn. Tại mình thấy hồi xưa mình còn coi được mà giờ sao mình quá xấu, trốn người ta luôn. Nó thấy chưa, cái thân á giả tạm mà mình chấp vào nó đẹp, rồi cuối cùng khi nó xấu đi mình trốn người ta. Nó giống như bà cụ bên kia kìa, 95 tuổi. Mỗi lần mà mấy cô mà nhìn bà nói vậy nè, nhìn cái quái gì? Nói gì đó, nhìn cái quái gì? Kinh khủng không? Rồi xong á, những đứa hỏi sao mà người ta nhìn bà nói gì? Xấu xí mà nhìn gì? Ý nói bây giờ bà xấu xí, đừng có nhìn bà là cừ bà đó. Nhìn bà là cừ bà đó. Nhìn cái quá gì? Làm gì? Ghê gớm chưa? Thấy mày thấy gì đó giả giống ghê chưa? Bà già mà. Trời ơi, thấy ghê. Nó. Còn lúc mà ngày xưa đẹp ai mà nhìn cái là. Vậy mà khi xấu rồi người ta nhìn tưởng đâu người ta cừ chê. Nó ghê chưa? Nó bị mang cái thân là mang cái khổ. Mà cái thân của tứ đại hợp thành, đất nước gió lửa hợp thành, thì bị coi cũng cuối cùng là đất nước gió lửa quỷ diệt, hợp rồi diệt. Vị coi trong cái cuộc đời này đa phần có người ta gặp nạn là từ đất nước gió lửa chứ đâu. Nó phải không? Nó. Nhân quả cho mình cái thân cũng từ nhân quả mà diệt cái thân. Nên mình mà mang cái thân này mà không gầy cái nhân cái quả mới thì đúng uổng mang cái thân này mấy chục năm. Bây giờ phải gieo cái nhân niệm Phật là nhân thì thành Phật là quả. Nó còn mời mình đi đến cái cõi đời này bây giờ thì mình có vợ có chồng có con, cái quy luật cuộc sống. Nhưng cái nhân quả đó nó trôi lăn chúng ta trong cái dòng sanh tử vô lượng kiếp không gỡ ra được. Rồi đời này mình có cơ hội mình gặp ông thầy, ông chia sẻ Phật pháp cho mình nghe gì, hãy bình tĩnh ngồi suy nghĩ. Đức Phật nói trong kinh rằng con người sanh đến cõi này và chết đi của vô lượng kiếp. Hiện tại bạn bước đến mảnh đất nào, bước chân bạn chỉ cần bước xuống đất đó, thì đất đó bạn đã từng chết ở đó một lần. Kinh khủng chưa? Quý vị thấy quý vị đi bộ trong chợ đi bao nhiêu bước, mỗi một bước quý vị bước là quý vị đã từng chết, và cục đất đó là có xác quý vị. Ghê chưa? Thì quý vị biết cái dòng sanh tử nó dài cỡ nào chưa? Nên trong nhà Phật thường dùng cái câu vô lượng, đạo Phật thường dùng vô lượng để nói ra cái sự lâu xa. Cái dòng sanh tử đổi thai, thai hình đổi xác, thân người, thân chờ, thân súc sanh, thân địa ngục, ngạ quỷ, thì biết nó vô lượng kiếp. Cái dòng sanh tử này nó trôi lăn dài cỡ nào chứ? Nó dài không tưởng tượng được. Cái dòng sanh tử này mà chung quy vẫn là cái nào tình yêu thương dính mắt mà trôi lăn cái dòng sanh tử. Yêu thương dính mắt và mù quáng, cái sự thương yêu nó không có sai, nhưng mà mình thương yêu mù quáng nên nó trôi lăn trong cái dòng sanh tử vô lượng kiếp không ra đó. Chứ con người tu hành thì phải có tình yêu thương, nhưng mình phải dùng cái tình yêu thương gì mà hiểu sâu nhân quả, để đặt cái tâm tình yêu thương để gây dựng cái nhân niệm Phật để về cực lạc mới đúng.
mà mình đa phần là mình gầy dựng cái tình yêu thương toàn là ở thế gian không à, cho nó là tồn tại, rồi còn gầy dựng cho con cháu nữa. Vì coi bây giờ mình đã gần hết cuộc đời khổ đau, mình còn nghĩ đây là của cải để ra cho con cháu, cho đời sau, đời sau. Có nhiều người phải tính cho đời hai ba đời, dòng họ, gia tộc, thấy chưa? Bản thân mình còn chưa giải quyết xong, đừng nói chi là cái chuyện tính cho gia tộc bao nhiêu đời, không có cửa đó đâu. Nên người xưa thông minh chút, nói câu gì? Ông bà cha mẹ có đức thì con cháu mặc sức mà ăn. Đó là vì từng đời dạy nên mới có đức, nên mới thịnh. Nên mỗi một con người mình nghe gì rồi, cái tình yêu thương mình nó có điểm nhận thức, chứ không phải mình mù quáng trong tình yêu thương. Có những người nói bây giờ tôi hy sinh vì chồng, vì vợ, vì con, vì cháu, vì gia đình tôi, tôi có như thế nào cũng được. Bạn sai rồi. Bạn nói cái câu như thế nào cũng được là do lúc đó bạn phát tâm mạnh quá với sự thương yêu tối tâm, mù quáng, bạn mới phát cái tâm đó. Nhưng khi bạn đọa vào tam đồ ác đạo, bạn sẽ vô cùng là hối hận khi bạn đã nghĩ như thế. Vô cùng hối hận luôn. Nên cái câu chuyện mà trưởng giả kén rễ rõ ràng không? Xuống gặp nhau, dù con có hư hỏng vẫn là con của ta. Không có con cái gì ông ơi, thấy chưa? Nó không có con cái gì hết á. Chỉ là lúc ở trên dương gian là cái nhân cái quả phù hợp thì con ông, cha mẹ của tôi. Nhưng khi ra khỏi cái nhân gian này rồi, không có còn con cái gì đâu ông ơi. Nó là nghiệp lực đã bất đồng rồi. Nên có những người không hiểu, đa phần nghĩ rằng sự thương yêu người thân, và người thân khi chết đi, mình chết đi cũng gặp họ nơi chính suối. Có vụ đó nè. Có gặp nhau chính suối nè. Trời ơi, có gặp nhau cũng có biết mặt nhau gì đâu mà chính suối, mười suối. Thấy không à? Rồi xong quý vị coi, kẻ thì xuống đi đọ địa ngục nào, mà trong địa ngục thì rộng vô cùng. Mỗi một tầng địa ngục rộng còn hơn cái gì nữa. Quý vị đọ trong một cái địa ngục nào, quý vị có được đi tham quan cái địa ngục đó đâu mà gặp nhau. Rồi khi những người đi xuống chỗ đó qua 49 ngày thì đi được đầu thai. Đầu thai quý vị đi ngang cầu Nại Hà gặp bà Mạnh Bà, chơi cho một chén cháo lú thôi quý vị cũng te tu. Quý vị đừng nói gặp nhau, uống vô một chén cháo lú quên mất tiêu. Còn được một chút tư duy khi vừa ăn chén cháo lú. Nhưng vì vô bụng mẹ 9 tháng 10 ngày, bà mỗi ngày bà ăn đắng uống độc vô, bao phủ xung quanh quý vị trong bụng mẹ thôi. 9 tháng 10 ngày đẻ ra một cái, quý vị không còn biết giống ôn gì luôn. Đừng nói chi là cái chuyện mà thương yêu xưa bạn ú. Nghe rõ ràng chưa? Đó. Trời ơi, quý vị nên nghe xác thực chưa? Đó. Nên có khi mà có nhiều người nói tại sao mà thầy sao cái gì thầy giảng cũng ra được chứ người thầy. Tôi mà giảng không ra được ai giảng. Nó nghiên cứu quá trời mấy bà già trong chùa mà. Gì mà tôi biết. Tôi phải nói nghiên cứu kinh giáo, tôi nghiên cứu mấy bà cụ già trong chùa, nghiên cứu con người ta khi gần chết sao sao tính ra được luôn cho mà biết đó nghe. Nên từ nơi đó quý vị biết cái dòng sanh tử này nó ghê lắm. Đừng có nói mà cái chuyện mà thương yêu với nhau rồi khi gần chết rồi lôi kéo khóc la sùm bậy. Niệm câu Phật hiệu còn thương hơn. Niệm câu Phật hiệu còn thương hơn. Một người khi chết đi, người thân mình mà mình niệm câu Phật hiệu là giải nghiệp với cái nghiệp họ, với người thân. Khóc với họ, dính mắt họ, lại bị đang kết nghiệp với họ, đi vào tam đồ. Và cái nghiệp nó quay lại lục đạo này, vẫn gặp nhau tiếp tục báo thù trả quán nữa. Trời ơi. Nên những người mà mình đi hộ niệm cho người ta là mình đang giải nghiệp với chúng sanh đó đó. Ý niệm cuối cùng là niệm Phật cho người ta ấy vậy. Giải nghiệp. Nên bữa đó những đứa có một bài giảng thì nhớ không? Tâm an buồn dặn hận thù dù là nhỏ bé, nhưng khi chết đi nó trở thành đại quán, đại thù, đại nghiệp. Đại không đó, chết khi đi là thành đại nghiệp không đó. Nên bây giờ mà nói mà buồn ai một chút xả ra liền. Không dám buồn, sợ chút chết.
chút chết đại nghiệp chết mù luôn quý vị ơi, nguy hiểm lắm, ai biết chút chết sao. Trời ơi, con người mà khi thọ mạng đến lúc nó chết, hồi sáng Đức kể mấy câu chuyện, cái ông đó xe 50 chỗ tông một phát văng 50 thước, nói vậy là quá đáng lắm, chứ mà chúng sanh phải nói quá đáng một chút cho nó nghe. Xe 50 chỗ thì tính vào cái số 50 nên đụng ông văng 50 thước luôn, kệ tính sao thì tính, nhưng mà cái số mạng ông này không có chết. Văng một phát gớt vô cái cây này, dội qua cây kia, gớt xuống sông lội lên đi về. Kinh chưa? Đó, vì sao? Người ta hỏi ông này công nhận mạng lớn ghê trời. Ông ghê thì nghe xe đụng nhưng mà không chết. Nà, thì cái người mà hiểu nói, tại số tôi chưa chết. Số tôi chưa chết. Bị đụng vậy nhưng mà không có ai đến dẫn đi sao chết. Còn cái người này đang nằm ngủ khỏe mạnh, ngủ với vợ, nằm với vợ ngon lành ngủ vậy đó. Tự nhiên nửa đêm ọc máu, ọc chết. Tại vì sao? Cái đầu trâu mặt ngựa người ta đến. Người mà chết tức tưởi vậy đó, chết bất đắc kỳ tử vậy đó là thường là đi đỏ chân à. Giàu sang vô cùng luôn, hôm qua đang còn đi uống bia uống cà phê đồ vui chơi ầm ầm vậy đó. Nhưng mà tối nay ngủ, sáng mai chết queo nằm trong mùng chết luôn vậy đó. Le cái lưỡi cái chết. Mà đa phần mà chết như là bị le lưỡi ọc máu, hoặc mắt dựng trắng lên là bị lý do gì biết không? Đầu trâu mặt ngựa người ta đến. Cái lúc ngủ đó trong cái giấc mộng của mình, đầu trâu mặt ngựa người ta đến. Ở trong giấc mộng mình là mình với cái cảnh giới đó cảm nhau. Nên có những người bị thấy người ta ngủ bằng đêm, tự nhiên người ta làm vậy đó, ta làm nó mới á. Trong giấc mộng người ta cảm với cảnh giới gì đó. Còn có những người mình đang nằm ngủ kế bên họ, mình thấy họ tự nhiên sặc lên, hớt lên, chở đi không kịp, chở đi bệnh viện không kịp, chết queo rồi. Là tại vì sao? Vì cái cảnh giới phận âm người ta đến, đầu trâu mặt ngựa đến, lấy dây rồi tối xiết vô họng họ, kéo họ đi. Mà khi vừa đến họ ưa đẩy vậy nè, quý vị thấy cái người mà không tu họ chết, gần chết ưa đẩy vậy lắm đúng không? Ủa đẩy tay là vì họ giống như là họ tự thủ á, hiểu chưa? Cái người ta lỡ người ta bay lên ta chụp họ mà tự thủ đưa tay ra xô ra, hiểu chưa? Đó, nhưng mà làm sao lỡ người ta nó, nhưng mà khi chưa đến từ xa đó là cái cảnh giới đó với họ gần chết là nó đã cảm nhau là một rồi, nên trong giấc mộng của họ là ú ớ vậy đó. Rồi bắt đầu là trong đó là gió thổi, nước chảy, lửa cháy, đất sụp, ầm 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 trong đó đó. Tự làm họ hoàn toàn mê mờ lên hết chưa. Rồi lúc đó lấy dây rồi tối xiết họng rồi là ốc máu rồi kéo đi, kéo cái hồn đi á, cái xác để lại. Nên chết tức tưởi. Chết đó là chết xấu. Hiểu không? Đó. Nên quý vị biết rằng cái nghiệp lực trong cái cõi đời này, mình còn sống mà mình không lo tu là mình đúng là mình dạy thiệt luôn á. Tại vì nó chết bất tử mà. Nên xe 50 chỗ đụng một phát gì mà văng vô mấy cái cây mà gớt xong lội lên đi về. Vì thọ mạng chưa hết nên không chết. Còn cái người này thọ mạng đến lúc chết, đi vô cái bờ lúa, đi trên đường đập lúa bình thường đất mềm sùm, chợt té cái té vô cây lúa chết queo. Thôi là tao vô duyên gì đâu mà chết. Chết gì đâu mà chết kỳ cục cái chợ. Tự nhiên đi bờ lúa mà té vô cái cây lúa mà cũng chết. Vô duyên, không phải vô duyên mà là thọ mạng đến lúc phải chết. Không té cũng chết nữa. Có những người có té đâu cũng chết nữa, đúng không? Nhưng mà có những người xe đụng tan tành banh chành ngự chứ, vậy mà đưa vô bệnh viện không chết. Vì thỏa mãn chưa hết sao chết. Vì biết có cái thằng nhỏ này xưa dưới quê thấy rõ ràng luôn. Nó còn nhỏ xíu à. Ba nó chạy xe máy cày cày đất á. Máy cày thì phía trước là cái máy, phía sau là nó có cái cày, nó cày. Nó quay ẩm thằng nhỏ để lên ngồi trên cái máy cày, nó có cái băng gì nè. Nhỏ bò nó gớt vô cái máy quay đất đó. Đất mà bỏ nó quay như tự bỏ thằng nhỏ, nó gớt vô đó. Nó quay nhỏ mấy vòng. Kinh khủng chưa? Nó lọt vô cái máy cày, nó chạy ra sau lưng. Ta ta ta.
Nó gớt vô cái máy cày bự, nó quay quay vậy nè, nó lọt ngay trước giữa, nó quay hai ba quận, mà nó quay gì nó quay đẹp thì lọt ra sau lưng. Thường đắt mà nó quay gì như tử luôn đúng không? Vậy mà đứa nhỏ này nó lọt ngay cái đường trước giữa, nó quay mấy quận, nó lọt ra phía sau. Trời ơi, tá hỏa thông tin lao sùm lên chưa, nhảy xuống, nó kêu quá ẩm về chạy chùa chút xíu không sao, thọ mạng tao không chết sao chết, hiểu chưa? Còn những đứa hồi xưa còn nhỏ nhỏ thì biết rằng nước, mùa nước nó chảy, chảy nước lên nó chảy ào 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 thấy ghê lắm. Mà còn nhỏ nhỏ ấy vậy, ngồi trên xuồng té nước cái chấm, ba những đứa ổng lo ổng dậy chài á, đâu đi đâu, vậy mà trôi mình nổi phiêu không chìm. Mà người ta thượng đích thì té nó chìm đúng không, những đứa té xuống nổi phiêu chứ nếu chìm sao ngồi đây đó, thấy chưa? Ờ, đơn giản đâu, vậy u nó. Nên mình giảng pháp lâu lâu mình cũng nói vài công đoạn bác bao phi chút xíu mà nghe nó vui nghe quý vị. Mà sự thật là gì, mà như cái cách giảng, như cái cách kể chuyện như nó làm cái thu hút á, nó nghe nó thu hút dữ lắm. Nhưng mà đưa vào pháp vào quý vị nghe là gì, là dính liền chứ không phải chuyện giảng chơi đâu. Nó cách thuyết giảng này cũng dữ dằn lắm á. Bây giờ mà trên mạng bây giờ đang sống động giờ quý vị coi trên mạng phải Nhân Đức là quá nổi tiếng không, nên nó trời ơi, mấy trang TikTok rồi là ầm ầm ở trên nó. Nên từ nơi đó mà té xuống nước nổi phiêu, tá quả lên nhìn rồi ngay nấu tiêu, té xong rồi nổi phiêu, nhảy xuống lội xuống là vớt lên nổi phiêu không chìm luôn. Nó cái số không chết sao chìm, nó còn cái số chết là chìm ngủm chết queo. Còn cái người mà đã thọ mạng đến lúc chết rồi, cầm cái dao cắt cái cây cắt vô tay làm độc chết, nó vô duyên như vậy, nó chết kỳ cục đúng không? Đó, đi ngang một cái cây, ở trên có một cành cây bằng ngón tay thôi, rớt xuống trúng ngay lưng mũi chết. Nó đã là đến lúc chết thì cỡ nào cũng chết. Xe 50 chỗ đụng không chết, xe đạp đụng chết, vô duyên chưa? Nên á, mình là người tu hành á, đối với nhân quả mình phải hiểu. Để khi người thân con cháu mình mà nó bị tai nạn gì, mình viết đơn bãi nại giùm cho người ta. Vì sao? Vì cái nhân cái quả của con cháu mình mà mình đi đúc đơn cho người ta ngồi tù thì con cháu mình cái nghiệp nó trả sao sống. Quý vị nghe pháp sư Hải Khánh, công đoạn của ngài nhà Đức từng giảng nhiều lần chưa? Chó cắn ngài, người ta định quýnh chó nó hồng hồng. Tôi từng cắn nó, bây giờ nó cắn tôi. Ông không biết chữ mà ông nói đơn giản vậy thôi, dễ hiểu đó. Người ta chạy xe đạp, người ta tung ông cái văng vô bờ lề, người ta bay ra định quýnh cái thằng chạy xe đạp. Nó hồng 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 hồng. Tôi đã từng tạo cái nghiệp chướng này, bây giờ nó đụng lên tôi, mấy ông hãy để cho tôi trả món nợ này đi, ông đừng có đánh nó. Mấy ông đánh nó là tôi nợ thì tôi trả không xong. Những cái điều người ta là không biết chữ mà ta nói nó đơn giản nó ghê đó. Nghe không? Đó. Nên mình là người nghe đạo biết tu, quý vị ơi, chúng ta nên phiên nhau. Cái chuyện này cũng không có dễ làm. Cái lúc thì sáng thì ngồi ở đây mà nghe gì thì thầy trò cũng nghe, thì lúc đó thì tên nào trong bụng cũng nói một câu: trời ơi giờ tôi nhẹ tâm tôi dữ lắm luôn. Tôi nói rồi, kỳ này gì ông chồng có chữ cái nào tôi cũng có buồn ổng đâu. Rồi anh chị em nó có hà hiếp tôi cũng nhịn hết trơn. Nói ở đây nè, nó ngon lắm, vừa nghe nó sáng cái tâm, nói vậy đó. Mà đi từ đây về tới nhà từ đây về tới nhà nó đổ mồ hôi ra, nó tức. Về là bắt đầu nó quên trơn cái lời này, là cái nó bị áp đặt cái từ trường xã hội mạnh quá. Nó khở tâm ác ra, đụng mình cái sực lại liền. Nó bởi vì tại sao quý vị mỗi ngày cần phải nghe pháp? Vì nó cần nghe pháp hoài để nó dịu cái tâm quý vị. Nó dịu cái tâm quý vị. Nhớ nghe. Nên cái người mà đang ngồi ở đây mà nghe gì nè, cái người mà khắp nơi nơi đang coi trực tiếp nè, ngồi ở đây hay là trực tiếp mà nghe đó, xem lại cái tâm mình bây giờ nè, hiện tại, giờ này là cái giờ 9 giờ 25.
Hiểu không? Là cái tâm giờ này còn buồn ai không? Hỏi lại lương tâm mình còn buồn ai không? Còn thì buông ra liền, còn không thì ai với Đà Phật. Hiểu chưa? Buông liền giờ này đi, còn ngày mai chuyện gì tính sao? Giờ này nghe là buông liền, buông, buông. Hiểu không? Đó. Vì thấy không? Bởi vì tại sao á, mà khi những đức chia sẻ Phật pháp mà quay phim lên quý vị đẹp vô cùng không? Là tại vì cái lúc này là cái lúc cái tâm quý vị nó vô cùng quan hỷ. Vô cùng quan hỷ. Tại vì có cái bà kia bà nói thầy biết gì sao mà mỗi lần mà quay phim tính con mà thầy thấy cái mặt con đen thui, thui xấu quá. Đen thui xấu quá không thầy? Nên nó hỏi sao? Con sân si. Mỗi lần mà thầy kêu đừng có giận hờn là con tức lắm. Nói mà vô duyên. Tôi kêu đừng có sân si. Chị của tôi mà tức cái gì? Mỗi lần là kêu là con tức lắm. Hỏi cái này sao mà tức? Bà tức làm gì tôi? Tại gì? Cuộc đời con khổ quá. Con nhiệt tình với gia đình, với chồng, với con. Mà chồng con nó đánh con tối ngày. Thì kêu con không hận đó. Con không hận đó, con hận ai? Bà hận ai kệ bà. Bà vô duyên thứ ghê. Tôi chia sẻ một pháp, tôi có quyền tôi chia sẻ một pháp. Bà hận kệ bà. Bởi vì bà hận thù cái mặt đen thui lùi lùi. Người ta quay phim mặt ai cũng đẹp. Cái mặt quá đen thui lùi lùi. Cái gì mà ngồi mà nghe hoài chi vậy? Mới là mà nghe tự nhiên vô duyên tiếng nghe, tự nhiên gặp mình nói là thầy biết á, mỗi lần mà con nghe thầy nói cái câu đừng buồn giận để trong tâm là con là người hận thầy. Nhưng mà vô duyên có tự nhiên hận tôi. Ôi mới gặp hôm qua tự nhiên vô duyên đang ngồi đây nữa kìa. Tự nhiên người ta nói, người ta khuyên mọi người nó hận người ta. Người ta kêu đừng buồn giận để trong tâm. Tự nhiên hận tôi. Xong rồi nó chị cũng mắc cười ghê. Mới hỏi sao tôi nói vậy tự nhiên mà hận tôi là lý do gì? Mới nói là tại sao người ta đối xử với con vậy mà thầy kêu con đừng có hận họ là sao? Nó cho. Bà là sao nói nghe kỳ cục. Thì bây giờ mà bồ bạn bao nhiêu năm nay bà có làm gì được nó không? Không. Cái bà vô duyên cái ghê. Đã không mà bà buồn giận chi? Nhưng con thích buồn giận. Bà thích thì kể bà. Thích buồn giận thì kể bà đi, còn tôi khuyên mọi người. Bà không thích nghe bà đi ra ngoài ai muốn mà nghe. Mắc cười ghê, mà nói chuyện cũng mắc cười thiệt. Mà cái tâm mình không có sân si mà nói mắc cười quý vị. Nó bà không nghe thì thôi. Bà để cho người ta nghe. Có nhiều người ta nghe người ta được lợi ích. Ai muốn mà nghe chi mà bà sân si bà ngồi hoài à? Sao tôi thấy cái buổi giảng đó bà cũng vô bà ngồi hết trơn mà sao mà bà sân si bà vô bà ngồi bà nghe chi? Vậy mà cô thích nghe. Bà vô duyên. Thích nghe mà đi sân si. Tự nhiên thích nghe mà sân si. Đúng là chúng sanh diêm phù đề khó khăn thiệt. Lạ kỳ. Không biết giải thích làm sao luôn. Thôi chịu thua. Nhưng mà mong mà bà nghe gì hoài viết á. Bà cũng đỡ, mà nãy giờ bà thấy bà cười nhiều á. Tay đoạn này dính bà nhiều quá. Không có những người quý vị ơi, người ta khổ đau quá, người ta hận quá, mình kêu đừng buồn giận để trong tâm ta tức. Tức quá. Thầy trong tâm nó đầy hết chứ mà kêu đừng buồn giận mà không muốn buồn giận mà nó cứ buồn giận hận hoài tức. Cuối cùng nó quay là nó tức mình. Kỳ cục thế ghê. Trời. Tôi có làm gì đâu. Tôi khuyên đừng có buồn giận người ta để trong tâm. Tôi khuyên vậy thôi, hẳn tôi làm gì chợ. Nó còn ở đó có cái ông kia. Tự nhiên vô duyên thế kia. Tự nhiên lỡ nói thầy. Thầy từ hôm nay thầy không có giảng cười nhiều vậy nữa nghe. Mình nghe cái sự sốt ghê. Thấy mặt mày gâu ghê lum la.
thấy mình có cọng râu nên mình cũng ngán. Mình nghe cái mình nói thôi thôi thôi, thôi tôi cảm rồi đó. Tôi bị cảm mà. Xin phép tôi vô nghỉ trước. Rồi ông nói thầy ở lại nghe thêm mấy câu nữa. Ông nói đi, nói thêm mấy câu nữa cái gì. Thầy biết rằng thầy giảng mà vợ tôi nó cầm điện thoại nó nghe mà nó cười một mình nó hoài. Thầy giảng thì thầy giảng đi, mà thầy giảng cho người ta cười chứ dữ gì. Trong bụng mình nói trời cái thứ này không biết trả lời sao luôn. Xong nhà Đức nói được rồi cha, mai mốt tôi có giảng cho cừ nữa, nhưng mà tại mấy bà cừ kệ mấy bà. Trời ơi ngộ thế ghê vị ơi, sao chúng sanh nhiều người lạ kỳ, tự nhiên mình giảng cho cừ, vợ ông cừ, rồi bà cầm điện thoại bà nghe rồi bà cừ hoài. Rồi sao mà Nhẫn Đức nói thì sao, ông nói vợ ông á, ông kêu nó đừng có cừ, chứ tôi có quyền tôi giảng, sao nó cừ, ai mượn nó cừ. Rồi tự nhiên giờ ông lại ông nói tôi kêu giảng đừng có cừ, mà giờ vợ ông nó cười, bây giờ sao ông làm chồng rồi sao ông kêu nó đừng có cười. Nó ngộ ghê chưa, nó nói là giết rồi thầy giảng giết mình, nó cười suốt tối ngày. Giết mà thầy biết rằng tới giờ cơm nó không chịu ăn, ngồi nó nghe nó cười hoài. Nó cái việc đó ông về ông nói với vợ ông, tôi có quyền tôi giảng kệ tôi, tại tôi pháp hỷ sung mãn được không. Nên từ đó tôi giảng cười, tôi nói chuyện bình thường thôi mà người ta cười kể người ta chứ. Không mà những đứa kể chuyện ngộ lắm mấy vị ơi, có khi kể chuyện mà người ta cười bỏ lăn, ngộ ghê. Vậy cái chuyện mắc cười thấy ghê. Cái câu chuyện mà cái bà mà chế nước sôi vô mặt ông chồng đó. Trời ơi câu chuyện đó mình nhìn mình coi đáng thương vì khóc luôn. Nhưng mà qua những đứt gãy câu chuyện đó là mắc cười. Không biết sao luôn. Phật tử người ta coi, người ta nói trời ơi là chào thầy ơi thầy. Coi qua câu chuyện đó thê thảm, đau lòng mà nghe thầy kể thì cười muốn chết. Nó ngộ chưa? Cũng là câu chuyện đó mà những đứt gãy lại mắc cười. Tại vì sao? Vì cái tâm tôi nó không có khổ. Đúng chưa? Tâm tôi nó không có khổ. Tôi nói làm sao mà nó giải mã được cái chỗ chế nước sôi á. Còn quý vị là do đặt vấn đề vào cái chỗ đau lòng vì cái người đó, nhưng quý vị không có biết là cái ông này đâu phải bỗng không tự nhiên ông bị vợ ông chế nước sôi. Một là ông sống trong cuộc đời này nhất định ông đã phạm một cái gì đó mà bà tức giận. Còn hai là cái nhân quả mà ông đã từng chế nước sôi bà, bây giờ bà chế lại quỳ, đúng không? Nên khi một câu chuyện như Đức kể là nó giải mã giữa hai bên. Nên những Đức là người chướng giữa, những Đức kể nó vui dữ lắm. Nó giải mã hai bên, mình là chướng giữa kể vui mà, chứ ai mà đi kể chuyện cho người ta khóc, đúng không? Mà giờ mà những Đức muốn kể chuyện cho bị khóc cũng khó. Tại vì cái tâm những đứa nó đâu có muốn bị khóc. Tại vì khóc nó không có giải quyết được vấn đề bị u. Nhớ nghe, khóc nó không giải quyết được vấn đề đâu. Những đứa nó ở trong chùa không cũng gặp được nhiều việc. Không vậy nó nghe mà nhiều người ở phương xa đó. Như hôm qua gặp hai con nhỏ này. Mình kể vậy mất cười, đúng không? Kể vô là mắc cười liền, thấy chưa? Gặp hai nhỏ này, đứa 30 tuổi, hai đứa 30 tuổi là 60 tuổi. Đứa 30 với đứa 30, hai đứa là 60, thấy không? Trừ ra là đứa 30 tuổi. Mà quý vị biết nó đâu, nó từ ở An Giang, quê Nhật Đức. Mà cách nhà Nhật Đức là mấy chục cây nữa. Thì cũng xa lắm á. Vậy mà nó thuê xe hai đứa nó đi lên đây. Tụi nó đi đây để nó tu hay gì? Hỏi nó đi lên đây xong. Tôi ghét vô hụt á.
Thì thường được ngày nào như Đức cũng qua đây. Bên hộ pháp chỉ nó qua Đại Tùng Lâm. Nó qua Đại Tùng Lâm, nó ngồi nó ăn cơm. Nó ăn cơm xong nó nghĩ là ngồi ăn chút thế là cũng gặp Như Đức. Xong nó ăn cơm xong nó thấy không thấy tin tức Như Đức. Xong nó hỏi, người ta chỉ qua chùa mới. Qua chùa mới cũng không thấy luôn. Ta chỉ qua hộ pháp lại. Còn mà từ An Giang lên nó kiếm chùa cũng không đơn giản đấy vị ơi. Đi vòng 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 vậy mà tới 12 giờ trưa. Tới 12 giờ trưa nó quay về hộ pháp. Nó gõ cửa trái tim. Ghê chưa? Nó từ nơi đó mà trời nó gịch về chuông quá trời luôn. Gịch về chuông quá trời gịch luôn. Cuối cùng gặp ông Tâm Tình. Tâm Tình bên hộ pháp. Công nhận cái ông phòng đăng ký mà Như Đức đặt là Tâm Tình. Cái tên nghe ấn tượng ghê luôn. Nghe tên là muốn gặp người luôn. Nên bắt đầu là mấy chú nói giờ này nghỉ chưa cô? Nói không, phải mở cửa ra. Chú nói cái gì trời? Chú nói rồi, ông mạnh lắm, mạnh giật giật á. Nói ai cô ơi, giờ này chùa chỉ tịnh đóng cửa đó, chỉ gì? Ha, mấy ông sợ quá, mở cửa. Hai đứa đi vòng vòng mệt quá tức. Làm gì mà nghe pháp thì đơn giản dễ quá mà sao giờ gặp khó khăn. Nó kia mở ra, cuối cùng hai ông sợ quá mở cửa. Mở cửa ra xong nó vô. Vô nó hỏi thầy Đức đâu, nó cho mấy ông hỏi gì. Gặp mấy ông thì cũng nhát xanh mặt xanh mày. Trời con gái hù cái sợ xanh mặt. Hiểu không? Xong hỏi là tôi gặp thầy Đức một chút. Hỏi cái chuyện gì không ai cô? Có chuyện mới gặp. Cái hai ông chạy lên nói, dạ thầy, thầy có hai cô gái mặt mày cũng bậm trợn lắm. Chứ tôi hỏi bậm trợn cỡ nào? Nói bậm trợn còn hơn mấy bà già trong chùa. À, chịu gặp ghê quá ha. Có chuyện gì không? Nó là muốn gặp thầy. Nói gặp tôi làm chi? Nó là từ ở An Giang quê thầy mà lên tới đây. Nó là An Giang này. Nghe cái chữ An Giang là thấy tình cảm rồi. Nó nói quê hương là chùm khí ngọt mà. Nghe cái tên của quê hương tự nhiên mở cửa ra điều tiếp hai cô gái quê An Giang rồi. Trời ơi, hai bả lên, hai bả gặp một cái, vừa gặp hai bả kêu Thái. Nhưng Đức nói, Phan bình tĩnh lại. Chuyện đâu còn có đó, bình tĩnh hay cô? Có chuyện gì không? Ngồi xuống đi nói từ từ. Hai bả nói, nghe thầy giảng lâu quá trời lâu. Bao nhiêu nỗi buồn trong cõi lòng được cỡ mở hết trơn. Bao xe từ An Giang lên đây. Hỏi lên đây ở mấy ngày tu? Dạ không có ở. Chứ An Giang lên đây làm chi? Dạ biết thầy thôi. Biết thôi mà làm thấy ghê. Tụi nói chuyện gì xảy ra? Gặp nói chuyện 10 phút đi về. Tự tự từ An Giang lên đây xa lắm. Gặp đúng 10 phút mà đi vòng vòng chết mồ luôn, kiếm gặp. Mà gặp ai? Gặp ông hô hốc. 10 phút nói chuyện mấy câu, chụp hình rồi xong khuyên mấy câu đi về. Nhiều thôi, thấy không? Không đơn giản nha quý vị. Ghê. Từ những bài pháp đơn giản thôi nghe mà giúp cho ta cởi mở tâm tư. Vậy mà người ta muốn gặp mình mà đi vòng vòng vòng, ý muốn nói là gì? Đúng là rõ ràng trong Phật pháp hay. Nếu mà hai cô nó mà không kiên nhẫn thì sao gặp? Quý vị biết đi qua đi lỡ mà chỉ vòng do tam quắc gì mà quay về tới hộ pháp lại. Mà cuối cùng mình ở đâu? Mình ở bên hộ pháp. Mình không đi đâu luôn, mình ở bên hộ pháp bên. Từ sáng tới trưa ở bên hộ pháp luôn, không đi đâu hết. Mà bị chỉ vòng 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 vòng. Bởi vì vừa đi đến cổng chùa kia mở cửa ra. Tức quá mà.
Không có nhiều người thì người ta nghĩ rằng người ta nghe mình giảng sao đơn giản mà sao gặp mình lại khó. Mà xin thưa với quý vị, thật sự mà nói công việc như thế có khi cũng mệt lắm quý vị. Nó thật sự mệt lắm luôn. Nếu mà gặp suốt luôn là chắc hết giảng pháp luôn, chắc chắn quý vị luôn. Nên chúng ta đủ duyên thì chúng ta gặp thôi. Hay nhất là vậy đi quý vị, đủ duyên thì gặp, hiểu không? Chứ trời ơi, những đức gặp tối ngày chắc chết. Nó gặp là nó này nói kia chút là hết giảng pháp. Mà gặp cần cổ nó ưa đau mà nói hoài chắc hết nổi luôn, hiểu không? Thông cảm giùm. Chứ mình thì trời ơi, dân hay lúa mà. Gặp nhau là gạo lúa thoải mái luôn. Chứ không có cái gì mà khó khăn đâu. Con người gặp con người là vui lắm, nhưng mà đủ sức để gặp nhau hoài không? Đó. Nên từ nơi đó mà có nhiều người ta nói gặp thầy khó quá. Không phải. Chứ một nữa, công việc như đức khi giảng pháp quý vị, lễ lộc sắp đến, như đức phải giảng pháp 9-10 buổi để chuẩn bị, để cho những bài pháp mình giảng là những ngày lễ nó vẫn duy trì. Đó. Ví dụ câu ai Phật niệm đến cùng quyết chí là những đức phải giảng trước, thì mấy ngày lễ mới có mấy bài pháp đó trên mạng uy tín, nó không bị mắc buổi nào. Rồi nhất là bây giờ sắp lễ là nhận đức sắp xếp nhiều việc. Nhiều việc lắm chứ không phải giỡn đâu quý vị. Cái chương trình lễ năm nay sẽ đông lắm. Tính bố trí việc này việc kia, còn chùa chiền năm nay sơn phết tùm lum. Nhiều chuyện lắm chứ không phải giỡn đâu quý vị ơi. Khi còn chạy qua chạy lợi việc này việc kia, việc mấy bà già nữa, việc mấy chú, mấy cô tùm lum, mấy thầy nữa. Đâu phải chuyện giỡn đâu trời. 2000 người không có giỡn quý vị ơi. Đúng không? Nên quý vị để ý mà lần nào mà lễ, trước lễ như đức ưa bị bệnh là do vì cái đầu óc như đức làm việc nhiều, làm quá nhiều, con người giống như viết nó lao sức quý vị, lao lực, lao trí, làm nhiều quá, đầu óc suy nghĩ nhiều thứ. Nên từ nơi đó mà mình thông cảm cho nhau là hay nhất. Đúng không? Thông cảm. Đó. Bây giờ lay quay bữa nay 30 còn có 18 ngày nữa. Lễ Vía Quan Âm đợt này mình đến trước ngày đi. Nó chiều 18 rồi mình có mặt đi. Rồi mình ngủ giấc cho nó khỏe. Nó ngủ giấc cho nó khỏe để mà mình sáng mai mình nghe nói chuyện chút mình lại Quan Âm luôn. Đó. Tại vì 3000 lại thì phải vô quy trình vậy rồi đó. Chứ nếu mà sáng lụp chụp đến lu bu lắm. Nó lu bu dữ lắm. Nên những đức thông báo với hổm tới giờ chắc là 18 là người ta đến đông lắm. Chiều 18 là y y người ta. Nên cái chương trình này 3000 lại, chuyến này là cái chuyến mà 3000 lại là không lên nữa đâu. Đừng có ai đòi hỏi nữa chứ. 3000 lại là không có lên được nữa đâu. Vì 3000 lại là dữ lắm, sao lên nữa thì lại sao nổi. Chết mồ luôn. Chuyến này là chuyến mà mình là mình gọi là mà gọi là quyết chí một lần này 3000 lại thôi. Chứ những lần sau là 1500 hoặc 2000. Chứ không có chuyện mà 3000 lại nữa đâu nghe. Không đơn giản đâu quý vị ơi, kỳ này nên đây là cái cơ hội lần này là cuộc đời Nhẫn Đức làm lại Quan Âm 3000 lại là dữ nhất rồi đó. Là không có lên nữa đâu, nên chuyến này là chuyến mà đầu và cuối cũng là như vậy cuộc đời đó. Quý vị lỡ lại đi. Thấy không? Nó là đi đến đỉnh rồi đó, không có còn lên nữa. Lên nữa té đó. Không có giỡn đâu. Nên chuyến này mà ai mà không đi đến lại, đừng có mong sau này mà nói mà có cái vụ 3000 lại. Không có đâu, chắc chắn bị luôn á. Nó tính rồi á. Nên chuyến này mà trong nước ngoài, nước gì nước ngoài gì, tập trung về đi. Nó đòn đồ đưa lên kế hoạch đồ từ bây giờ đó. Nó xin nghỉ tuần lễ luôn để đánh chặn chuyến này. Tại vì thấy xuyên suốt rồi đó. Vị coi, giờ đến trước ngày là thấy ngay thứ tư, thứ năm là vô chương trình, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật bên hộ pháp, chủ nhật cộng tu. Nhưng mà tất cả những người mà đến ở tối thứ bảy là xong chương trình, mình có thể ngủ lại đây đêm cũng được. Sáng mai mình qua sớm để cho nó thoải mái mình, để 8:30
cộng tu chủ nhật bên hộ pháp, đó là những người ta muốn qua hộ pháp, nghe không? Còn những người mà người ta muốn đi về nhà thì bị cái về tỷ việc. Còn những người ta muốn qua hộ pháp là những đức dẫn duy trì cộng tu thứ bảy, cộng tu chủ nhật bên hộ pháp. Thì thấy không, cái lịch của những đức nó dài ghê chưa? Chủ nhật xong rồi bữa thứ hai tiếp tục bên chùa mới lại của đại chúng. Có bỏ buổi nào mà có nghỉ buổi nào đâu. Nó bị biết làm việc mà có người mà sống mà làm việc được cho công chúng mà mình thấy mừng. Làm việc lợi ích cho người ta là thấy đời mình hạnh phúc. Nghĩ như vậy nó mà tự nhiên con người mình nó hưng khởi cái tâm vui. Đúng không? Trời ơi, bởi vì nghe những cái người nào mà mình thấy á, việc gia đình mình mà gia đình mà lo đâu vào đó chứ, con cái đàng hoàng hết trơn, mạnh dạn đi tu, đi vô chùa mình tu đi. Mới có cái ông cụ ở trong chùa, ông cứ ở 1 tháng, nửa tháng, xong về nhà tháng, cái ông về, cái mấy chú nói, ông cụ ơi, ông giải quyết vấn đề, ông vô ông ở luôn đi chứ, ông thích tới lui hoài chứ ông cụ. Ông nói, thôi chuyến này tôi về tôi giải quyết vấn đề ở nhà cho xong. Ông vừa về nhà, chưa tới nhà nữa, đột quỵ ở đâu không biết nữa, chết queo. Xong đưa vô chỗ ấp lạnh, báo gia đình biết. Gia đình mới điện lên báo nhà chùa là ông cụ cũng chết. Thấy không? Cuộc đời của người nó vô thường lắm quý vị ô. Nó giỡn đâu, trời ơi. Nó tuy vẻ vẻ vậy đó nhưng mà mình đâu có ngờ được có số phận con người mình nói là sao. Nên mỗi ngày mình sống là mỗi ngày mình phải siêng năng niệm Phật. Bất cứ lúc nào nạn tai gì đến với mình niệm Phật cầu sanh cực lạc. Phải gầy dựng cái tâm này mỗi ngày. Trong cái cõi đời này nào là ác khổ đau gì dãy đầy. Thấy không? Bây giờ làm ăn càng ngày càng khó. Bây giờ quý vị ở ngoài thấy buôn bán khó khăn không? Trồng trọt cũng không có kết quả. Kinh doanh càng lớn thì càng chết. Đất đai đứng hình. Hồi xưa bất động sản người ta giàu quá trời. Mà bây giờ bất động sản chết mù luôn. Thấy chưa? Nó, nhưng mà quý vị tin nghe. Cái người có duyên có phước không đến nỗi tệ nghe quý vị. Phải tin đó. Không có tệ đâu. Cứ tạo duyên tạo phước đi mấy chị ô. Có duyên có phước ngộ không có thiếu. Đó. Chiều nay bên lớp đạo làm con. Gạo hôm qua người ta cúng được đâu 4-5 tấn. Ga từng bịch 5 kg. Tặng lớp đạo làm con. Kết duyên. Quý vị nhớ, mình là người tu hành, lúc nào cũng mang cái tâm bố thí. Cái tâm này lúc nào cũng có. Không có tiền cũng có cái tâm này nữa. Nhớ, không có tiền cũng phải có cái tâm bố thí. Từ tài thí, pháp thí, vô ý thí, nghĩ mọi cách để có tâm bố thí. Tại vì sao? Mình khổ quá khó tu. Mình đầy đủ mình mới giúp người ta dễ tu. Như chùa mình mà thiếu quá làm sao làm việc đấy. Dù cỡ nào đi chăng mỗi ngày vẫn phải sống, vẫn phải lo cho các cụ đàng hoàng. Mà không có tiền sao lo. Nên từ nơi đó mà nếu mà không có phước là nó khổ dữ lắm. Nghe không? Nên mình luôn luôn phải có tâm bố thí. Cái tâm bố thí dù nghèo cũng phải có cái tâm bố thí. Thấy ai làm thì hỷ. Đeo cái máy niệm Phật đi một vòng ngoài đường, cái tâm bố thí pháp. Thấy con ruồi, con mũi, con kiến chắp tay quy y cho nó là có tâm phóng sanh. Có tâm thả chúng sanh. Luôn luôn có cái tâm vậy đó. Từ tài thí, pháp thí, vô ý thí, luôn luôn có cái tâm này. Tài thí thì giàu có, pháp thí thì thông minh trí tuệ. Điều kiện có lo cho chùa, thông minh trí tuệ sáng suốt mới ngồi thiết pháp được. Chứ gặp mà nó thiếu trí tuệ ngồi thiết sao được. Lên nói có mấy câu một cái nói gì đây chồng, bí lù, quên mất tiêu. Hiểu không? Quê miền Tây dùng câu bí lù. Bí lù là quên đó quý vị. Hiểu không? Mà nhiều người nghe câu bí lù, tao không biết bí lù là gì. Bí lù là quên mất tiêu á, chứ quê miền Tây ưa kêu vậy đó.
Cái gì mà ai hỏi cái gì mà quên là bí lù. Là quên nó, hiểu chưa? Nói cho hiểu. Chứ khi người ta nghe người ta nói câu kỳ cục, câu ngộ là lạ chật. Đó, nên từ nó đó mình phải thuyết minh cho rõ ràng. Thì vị biết á, nó không thông minh sao ngồi thuyết pháp cho bị nghe nãy giờ gần tiếng rưỡi rồi. Đúng không? Nghe được nữa. Có những lúc thì nó bay bổng lên cười vợ. Có những lúc thì tự nhiên nó thâm trầm lại thì kiểm nghiệm bài giảng. Đúng không? Đó, thấy rõ ràng không? Đó phải có trí tuệ. Rồi nó phải có sức khỏe. Tiếng nói khỏe mới nghe. Chứ gặp mà lên mà kích chè quý vị. Thôi, phải giá kỹ chợ. Mới vô mà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thôi chịu thua. Thầy giảng tiếng kỳ cô ơi. Tiếng giống bị đi quá. Hiểu không? Thua rồi. Tiếng cái gì cũng mạnh mẽ. Có những lúc thì vui hoạt bát. Có những lúc thì tự nhiên làm cho con người ta phải nhận thức lại cuộc đời vô thường, đúng không? Có những câu chuyện kể sống động vui vô cùng. Nhưng có những câu chuyện làm cho con người ta phải suy nghĩ về bản thân của người ta. Đó. Nên một bài pháp mà nó bao nhiêu cái kết nối nằm ở trong, mà dính mỗi một con người khi nghe 100% mới bị nghe đều dính hết trơn. Không ai chạy thoát. Thấy không? Đó. Nên mình phải luôn luôn có cái tâm tài thiết pháp thiết vô ý thí. Tuy là cái xã hội nó khổ, làm ăn không ra tiền, nhưng vì không có tệ đâu. Lạ lắm, làm ăn được đó. Không có tệ đâu. Có tiền đi chùa lê rai. Lên từ nơi đó mà chiều nay rồi, thứ bảy mình đó. Làm gì làm chuẩn bị món đồ ăn được dữ dằn lắm, giỡn nó nghe. Mình mà gan mà nó sống mà mình sống nay chết mai. Bữa nay làm được việc thiện làm, hết lòng hết dạ, luôn luôn có cái tâm gì mà sống đi. Con người mà có tâm đó vui lắm quý vị ơi. Nó nên cứ như vậy mà sống. Quý vị thấy chùa mình gạo đồ có thiếu đâu. Không có thiếu. Sống lai rai không có thiếu đâu. Kho gạo bao la. Nó ăn bao nhiêu người cũng không hết. Nó cứ là tin lờ Phật, càng bố thí là càng nhiều. Càng thí pháp là thông minh, trí tuệ. Nhất là cái máy niệm Phật này bây giờ. Hút gì đâu mà thấy ghê. Về 8.000 cái quay vòng sạch nhất. Sắp sửa về 10,000 cái nữa chắc quay vòng sạch nhất. Không còn cái nào. Mà chiến này díu âm cái máy nghe pháp này không đơn giản. Thấy không? Không mà cái máy niệm Phật này nó có nhiều kỳ tích lắm quý vị ơi, bởi vì đắt. Kỳ tích nhiều dữ lắm. Nhiều người đeo máy niệm Phật mà có nhiều cái cảm ứng lạ kỳ. Cái đứa bé mà không nói chuyện được, biết sao kỳ cục. Đeo cái máy niệm Phật vô những cái đoạn như đức niệm, niệm hộ niệm A Di Đà Phật, cái tự nhiên nó niệm theo A Di Đà Phật, nó làm gì? Cha mẹ nó hết hồn. Sao kỳ trời? Sao tự nhiên thầy này niệm cái con mình niệm theo? Tắt cái máy, kêu niệm. Không niệm. Bắt điều niệm Phật lên niệm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Làm ngộ thế ghê, thấy chưa? Lạ kỳ chưa? Ôi ba mẹ nó ẩm đến mừng thấy ghê. Ôi thầy linh quá trời linh đó. Không đơn giản, linh lắm. Thì biết giết cứ nghe người niệm Phật mà giết mình đeo máy niệm Phật nghe. Bằng đêm á những đức để máy niệm Phật. Cổ ưa đau rồi. Để gì nè? Ôm ngủ. Vậy đó mà không đơn giản. Mình phải niệm Phật thích dữ lắm mới nghe câu Phật hiệu ầm ầm. Mà nằm ngủ, ôm máy niệm Phật ngủ luôn. Vì biết niệm Phật mà ham cỡ nào chưa? Gặp người ta nghe lớn lớn sao người ta ngủ. Bắt niệm Phật ầm ầm. Để cái máy niệm Phật ngay cần cổ luôn niệm ầm ầm. Chùm mền là ôm máy niệm Phật ngủ. Chơi gì đó. Tôi là tôi làm rõ ràng 100% luôn trước con Tam Bảo. Để máy niệm Phật gì luôn, ai cười kệ người ta. Tôi để vậy được không? Nên tôi lên tôi thuyết pháp là cái tiếng tôi thuyết ầm ầm. Đâu có bị khang tiếng đâu. Tôi tin chỗ này. Nghe không? Ơi. Chứ cần cổ những đức nghe mà làm việc cái những đức là ghê lắm quý vị ơi. Làm việc tối ngày, nói chuyện tối ngày không nghỉ luôn.
Nên lâu lâu Đức nói bạn hỗ trợ chung tay nghe, làm việc chúng sanh mà, đừng đau bậy bạ nghe bạn, đau là đói chết mồ cả đáp. Hiểu không? Nhờ cái miệng như Đức nói chuyện tối ngày mà chùa có đồ ăn. Ừ, ngộ ghê á. Cái miệng như Đức mà nghĩ nói thôi coi, chùa này không có đồ ăn đó quý vị ơi. Chứ không phải chuyện giỡn đâu. Mà cái miệng như Đức mà không nói được quý vị, bao nhiêu cô buồn quý cô biết chưa? Thấy không? Ồ, mấy bà buồn thấy mồ luôn, đừng nói chuyện giỡn chơi. Tối ngày bà đi đâu ông sầu buồn bả. Ồ, tại vì sao? Không nghe được bài pháp nào, buồn chứ giỡn đâu. Thử đi, buổi sáng nào mà không nghe thuyết pháp mà đưa lên mạng tới coi, là nhiều cô nói điện thoại báo hỏi tin, hỏi thăm là thầy có sao không. Ờ, tại vì sao? Chắc là có cái gì rồi nè. Mà bữa nay không đưa lên mạng, mấy chú nói mạng bị hư chứ thầy không có sao. Hiểu không? Nó nên chờ sanh ra ti cái miệng hô, nhưng mà nói chuyện có duyên quý vị ơi. Ngộ vậy đó. Nên nói chuyện có duyên là ngon à. Mà nói chuyện với tự nhiên có duyên quý vị. Mà quý vị thấy, mà có duyên là nhìn coi được chứ không có xấu quá. Đúng không? Không đến nỗi xấu quá đâu. Không kệ đi, mình nói vậy mình không cần mắc cỡ mất gì. Người ta nghĩ sao? Người ta nghĩ kệ, mắc cỡ là nói không có hay. Mình mà mắc cỡ là nó nói kỳ lắm nghe, ngại lắm. Còn Nhẫn Đức là, Nhẫn Đức nói là cái mặt Nhẫn Đức bây giờ không có mắc cỡ. Gương mặt này là giúp chúng sanh chứ không còn mắc cỡ nữa, thấy không? Vì mọi người chứ không mắc cỡ. Hiểu không? Đó, nên mỗi ngày nói chuyện mà. Chúng mà sáng ăn cơm xong là cười sặc 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 sặc. Nghĩ đi, cười ra tiền. Nhớ nghe câu này hay lắm, cười ra tiền ngô. Nhớ á. Bây giờ Nhẫn Đức nói kinh tế làm ăn khó khăn, mấy cô nghe pháp niệm Phật mấy cô vui gương mặt đi. Đố mấy cô mà ế ẩm. Không có bao giờ mà bán đồ gì mà ế ẩm chứ. Càng vui vẻ, bây giờ không ai đến mua, ngồi đó nghe pháp niệm Phật cười chơi được không? Vậy đó. Bây giờ Nhẫn Đức nói mấy cô ngồi buôn bán mà ế, mà mấy cô không nghe pháp mà cái mặt một đống là bị mắc cái chì lắng chài luôn. Nó không ai mua mà còn cái mặt ngồi một đống. Kiểu mà không ai mua đồ nó buồn quý vị. Ngồi một chút mà cứ trông ngóng người ta có ai mua không. Mà nó có tâm sân si sẵn. Mà lỡ mà nó trả giá mà không mua là mày bị có chuyện với tao luôn rồi, đừng đó. Thấy chưa? Còn mình đây bây giờ không ai mua thì thôi, bắt máy nghe pháp lên. Cứ ngồi cười hoài vậy đó. Tao lỡ nó mua đồ liền quý vị ơi. Mà gặp mấy cái mối dữ dữ là mua không. Từ sáng tới trưa không một người nào mua. Mà một người mua thôi bằng 100 người mua. Nhớ nghe. À, phải tin vậy đó. Nên khi mình mà vui vẻ rồi, cái phước duyên nó đến với mình. Hay lắm. Tin lắm. Chùa mình, Nhà Đức nói mỗi ngày mà niệm Phật mà vui vẻ thì chùa đầy đủ. Buồn bã là chết đói. Sân si là chết đói. Đừng nói chuyện giỡn chơi. Bây giờ cái gì cho tôi chú trọng cái việc niềm vui á. Chú trọng niềm vui vậy lắm. Tại vì sao? Một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ. Mình mà không vui rồi là nó tiêu điều luôn. Đừng nói chuyện giỡn chơi. Cái xã hội này nè nghe, kiếp nạn là do con người sân si nhiều á. Mà sân si là buồn đó quý vị ơi. Còn có người mình thường vui vẻ nó giải nạn đó. Giải nạn đó nghe. Nên tại sao mình muốn về thế giới cực lạc? Tại vì cái thế giới cực lạc nó tốt quá. Mà mình về cực lạc rồi mình còn có thể dẫn người ta đi về chúng được ngon lành. Còn giờ mình ở đây mình chỉ phiên thôi chứ mình có năng lực gì. Còn mình về cực lạc rồi quý vị coi cái quốc độ cực lạc tốt cỡ nào. Nghe nè. Nghe nè. Khi con thành Phật, cõi nước của con không có lời ác. Đúng không? Cái thế giới cực lạc không có lời ác. Tiếng ác còn không nghe nữa, không chỉ là có cái ác. Lời ác là tiếng ác không có luôn. Đừng nói chỉ có chuyện ác.
Quý vị coi cái cõi đời này nó ác cỡ nào chưa, cái tiếng ác nó cỡ nào chưa. Mày đợi bị nghe bao nhiêu tiếng ác chưa, cái chữ thề nó hỗn ẩu, tục tiểu, chữ tá lả âm binh, quýnh lộn, đâm chém, nó nói đủ chuyện tiếng dữ dữ đúng không, lời ác, hành động ác nó nhiều luôn đúng không. Mà thế giới cực lạc này, sanh về thế giới cực lạc là không có lời ác, tiếng ác còn không nghe chi là có cái ác. Chúng sanh sanh về cõi nước của con đều đồng nhất tâm trụ nơi chánh định. Có nghĩa là lúc nào cái tâm quý vị cũng chân chánh thiện hết hoàn toàn. Định là gì? Quý vị không có một cái gì ô nhiễm. Cái sự an lạc quý vị trong sạch nội tâm, an lạc vô cùng. Lúc nào cũng nghĩ cái sự chân chánh, vì pháp vị, vì giải thoát, toàn là như vậy, không nên bị vui, vui dữ lắm. Xa lìa nóng bức, dễ bị an lạc làm gì có nóng giận. Vì đây buông ra là nóng giận, cái nhăn nóng giận ngoài đời nhiều quá đúng không. Bây giờ vô chùa thì đỡ đó, đỡ có khi cũng đụng nữa. Nhưng mà ở ngoài đời là buôn bán tới coi, nóng giận dễ sanh. Nó lỡ nó trả giá trên trời dưới đất, nó cầm đồ nó bốc lên nó liền xuống. Mình vừa sắp xếp ngay ngắn là nó tốc lên hết, xong nó bỏ đi, nó không mua nữa rồi sao. Mình nói nhẵn đi con, nhẵn đi con. Mình vừa sắp lại thằng khác lỡ tiếp tục làm nữa. Xong mình nói nhẵn con, nhẵn con. Vừa sắp gọn lại con khác lỡ làm nữa. Nhẵn thì một lần nữa. Nhất quá tam nhẵn lần nữa con. Là nghiệp lực nó nhìn thấy vì nó sắp sửa sân si. Cho một đứa thứ tư đến liền. Dứt một phát, tao hết nhẵn rồi. Rồi là ba cái nhẵn kia đổ mắt tiêu luôn. Cái thứ tư nổi sân, đổ sạch ba lần nhẵn. Nghe rõ ràng đấy không? Nó chồng về chữ này kia, nhẵn đi con. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Nó chữ thêm câu nữa, A-di-đà-phật. Nó nói ba mẹ mình, A-di-đà-phật. Nó xong chữ thêm phát nữa mình nói, ê, nói cho biết nha, nói tao sao cũng được nha, đừng nói cha mẹ tao nghe không. Rồi xong chồng nói, tao nói ba mẹ mày rồi sao. Thì ba mẹ mày không biết dạy mày, tao nói ba mẹ mày đó là sao. Bài lên quýnh búp 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 búp, tán, gãy găng, chảy máu. Thấy chưa, có không? Nó, tao nói gì cũng có. Thấy không, nói gì cũng có, thấy chưa. Rõ ràng không, dính đó. Thôi gọi là gì nè, câu câu này về thế giới cực lạc nè. Xa lìa nóng bức, vì không có cái nhăn nóng bức, không có bực bội sân si. Tâm được mát mẻ. Xa lìa nóng bức là nhờ tâm được mát mẻ. Mà tâm mà mát mẻ thì xa lìa nóng bức chứ làm sao, đúng không quý vị? Bây giờ ở đây quý vị nghe như Đức giảng nè, tâm bị mát mẻ nè. Tâm bị đang mát mẻ đó, có nhiều người mà đang ngồi đây mà ngủ luôn. Nó mát đến mức mà ngủ luôn. Có cái bà đó, bà hôi giống hệt những Đức. Mỗi lần mà bà nghe những Đức giảng pháp, bà nghe chứ bà mê. Bà nghe mới làm nè. Ồ, quay phim lên mới nói trời là thầy ơi thầy. Mỗi lần mà con nghe thầy giảng là tự nhiên sao người con mất sự kiểm soát. Là tự nhiên con quay tới quay lui mặt con. Ngộ quá thầy ơi. Nó tại vì bà nghe nó quá thu nhiếp. Quá thu nhiếp thì bà không kiềm chế được cái tâm tư bà luôn. Mấy bà phải bình tĩnh lại bà cũng. Ồ nghe mà tự nhiên người ngồi dưới tự nhiên làm. Nghe nó ố rồi đây. Tự nhiên ngồi mà nghe mà. Ông chồng ngồi kế bên chồng đó nè. Tôi lại bà. Bà nghe bình tĩnh như tôi đi. Bà cứ nhìn thầy bà nghe bình thường như tôi đi. Bà làm gì kỳ vậy? Thầy giảng cái chết bà làm gì, bà hù dọa thầy hả? Hả? Có thời gian. Có thời gian bà không dám ngồi trước mặt như Đức luôn. Thời gian như Đức giảng lại, cái bà mới qua bên mà ngồi, không dám ngồi ngay trước mặt. Những Đức nói tờ ơi, cứ giữ yên nguyên cái trạng thái đi, lo gì tôi ăn thua gì tôi đâu. Mấy bà làm như tôi còn phá giảng, chứ có gì anh ăn thua gì tôi đâu, sợ chứ gì mắc ngỡ đâu. Tại vì mấy bà nghe bà thích quá, cái tự nhiên bà hơi liệu một chút, bà nghe chút làm nè. Ghê chút cái
có nhiều bà mới nghe chứ. Làm kỳ lắm. Làm gì? Bẻ tới bẻ lui. Hồi mình nó chơi mình vậy? Bả chứ. Ồ. À. Đúng rồi. Trời ơi, bà quên mất tiêu xung quanh bả là người ta quá trời đông luôn. Nó, à, cái khi như Đức giảng làm cho người ta liệu quý vị ơi. Nó, chồng nó nói, tôi lại bà. Bà dọ thầy không à. Tôi ngồi kế bà, tôi nghe pháp, tôi mắc cỡ luôn, cái gì. Bà làm cái mặt kỳ cục quá. Bà ngại từ đó sao bà không dám ngồi nữa. Nói, bà sợ gì bà ngại. Bà cứ làm đúng cái trạng thái đó đi. Tôi phái những người mà nghe pháp vậy đó. Nghe pháp vậy ta mới hướng giảng. Chứ bây giờ cái người mà ngồi nghe pháp mà trời là tao. Mình giảng cái đoạn cười gì mấy bả cũng. Sao mày giảng? Ví dụ giảng thì nó kích, kích qua kích lại nhau thì kích mới thích. Kích thích thì nghe không? Cái bà nghĩ gì nghĩ kỹ bà. Người ta cái lời giảng kích thích nên mình giảng ở đây mấy bà, chứ mấy bà vui mấy ổng nghe vui thì tự nhiên mình mới thích giảng. Chứ bây giờ mà mình ở đây chơi mình giảng ngồi chứ cứ gì mình giảng cừ cũng cứ gì xong vậy đó thôi tao nghỉ giảng xuống. Giảng cho tao cứ ngồi cái mặt kỳ cục ghê luôn, mặt chảy ra im gu, cừ không cừ, làm gì không làm, im gu hoài, ai mà thích, đúng không? Giảng thì ít gì, trên giảng thì dưới cũng phải à. Mình ở trên đây mình thích giảng, hiểu không? Còn mà ta trên đi ta giảng mà dưới cứ bị làm cái gì cũng vậy hết trơn nha, thấy không? Mà mình ngồi đơ vậy ai mà thích. Hiểu chưa? Đã nói là sống trong cái quốc độ sống động thì phải động chút chứ ai kiểu bị đơ. Bị đơ không ai thích quý vị chứ. Phải sống động. Ta giảng pháp cũng sống động nè. Thích giảng, thích nghe, đúng không? Nó nên mới kích thích. Nó, chứ người ta kích quá trời mà mấy bà không thích chút nào hết trơn thì ai mà thích giảng. Kích là người ta nói á mấy vị không, nói tác động mà mình không có cảm giác gì chứ ai mà thích nói. Nên tôi dùng câu kích thích là gì đó. Nào, nên cái thế giới cực lạc là xa liền nóng bức, tâm được mát mẻ, hay hay chưa? Hưởng thọ an lạc. Thấy cái chữ an lạc này không đơn giản. An lạc này không đơn giản đâu nghe. Chị biết ở đây cái chữ an lạc của thế gian này là vì vui, vẻ vui chút thôi. Còn cái chữ an lạc ở thế giới cực lạc không đơn giản. Cái chữ an lạc ở thế giới cực lạc là an lạc như tỳ kheo diệt tất cả nghiệp. Tỳ kheo mà diệt tất cả nghiệp là tỳ kheo gì? Là bậc A-la-hán. Nên khi mà Đề Bà Đạt Đa mà ngài á, mà đọ xuống địa ngục là Đề Bà Đạt Đa là thể hiện là mặt đất nứt ra. Đề Bà Đạt Đa lọt xuống, đọ xuống địa ngục. Mà ngài A Nan là em á, xuống thăm Đề Bà Đạt Đa, mà Phật kêu tôn giả A Nan xuống thăm Đề Bà Đạt Đa ở dưới địa ngục. Xuống dưới thăm Đề Bà Đạt Đa, hỏi huynh ở đây có khổ lắm không? Đề Bà Đạt Đa hỏi lại, những vị tỳ kheo mà diệt tất cả các nghiệp, niềm vui cỡ nào? Niềm vui cùng tột. Ta ở trong địa ngục này vui như những vị tỳ kheo đó. Thì biết cái cảnh giới của Đề Bà Đạt Đa cỡ nào rồi đó nghe. Không đơn giản đâu nó. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình vui vẻ an lạc ở thế giới cực lạc, cái vị biết cỡ nào chưa? Không biết. Vì mình chưa gì. Hiểu không? Có nghĩa là cảnh giới này không phải của mình. Chừng nào về cực lạc đi rồi biết. Giải thích thôi chứ chưa có cảm thọ được điều này. Nhớ kỹ. Thọ hưởng an lạc như các tỳ kheo không còn các lậu. Thấy không? Rõ ràng chưa? Nếu họ không niệm tham chấp thân thể, con không thành Phật. Nếu họ không khởi niệm tham chấp
thân thể, con không thành Phật. Có nghĩa là tất cả những chúng sanh ở thế giới cực lạc không còn chấp thân. Mà cái khổ của chúng ta, khổ ta bà này là cái gì biết không? Chấp thân. Ngồi suy nghĩ kỹ đi. Ai nói đến bụp người ta, thân. Ai nói xấu mình, lôi người ta ra, thân. Cái mặt mình nè, mặt tao nè, mày nói tao. Không có cái bà kia. Mà nói con tính con dễ tức lắm thầy. Mỗi lần mà ai mà nói xấu con nói, con kêu ra, con nói nè, nói vô mặt tao nè. Sao nó thẳng vô mặt tao đi, nói xấu tao làm gì. Nói bà khôn quá. Nó nói sau lưng bà là nó còn nể cái mặt bà lắm. Bà kêu nó nói ngay cái mặt bà làm chi, bà khôn quá. Thôi, nó nói sau lưng bà thì thôi, bà cho qua đi. Cũng như giả bộ đừng có nghe. Vậy thì con người đây cũng giảm bớt chấp thân, chấp ngã. Hiểu không? Thì ngồi suy nghĩ đi, bây giờ có những người nói sau lưng quý vị đi lôi cái làm chi vậy? Còn người này kia lỡ gặp quý vị nói, chị, em nói chị nghe chuyện này, cái gì? Nói chị, em nói đi chị. Em nói đi, em nói chị nghe. Nói chị nghe nha. Có gì không nói đi. Con men nó nói chị như vậy, như vậy. Cái gì? Mẹ, mày dám nói tao hả mẹ? Kêu nó lại đây tao biểu. Đừng có dại quá. Mình mà nghe ai nói với mình gì đó, mình nói thôi em, nó nói sau lưng chị là nó sợ chị. Mén nó sợ chị. Cái sợi dây đó nó chưa có đến chị. Em chơi chị ác gì? Sao? Em có làm gì đâu ác chị. Em có lòng mà nói cho chị nghe mà. Em ác lắm. Ôi trời trời, em ác cái gì? Lửa chưa cháy đến chị mà em đã dẫn lửa đến với chị. Em có ác hay không em? Đúng không? Đó, phải công nhận không? Đúng không? Mình đâu có nghe. Mình đâu có nghe đâu. Vậy mà nó dẫn lửa đến ngay mình luôn. Vậy mà mình còn cảm ơn em. Mai mốt em ơi, có gì nói chị nghe nghe. Dại quá. Đã bao nhiêu năm dại khờ rồi. Hôm nay nghe câu này đừng dại nữa nhé. Đúng không? Nó nên ai mà đem chuyện này chuyện kia, người ta nói mình chuyện này chuyện nọ lẫn nghe, nói cho mình nghe, bỏ ngoài tai hoặc là giải thích cho người ta nghe. Hai là không cần điểm xỉa tớ. Tại vì nó dẫn lửa đến ngay mình. Đúng ra nó còn cách khoảng xa thiết ghê luôn mới tới. Vậy mà nó chơi nó kéo con đoạn tới mình luôn, dính mình luôn. Cuối cùng máu sân si nổi lên liền. Ầm ầm sân si nổi lên. Thấy không? Ví dụ như chồng mình ra ngoài mèo mỡ này kia mình đâu có biết đâu, mình vẫn vui bình thường. Vậy mà nó lỡ nó báo tin cho mình biết. Chị có nghe tin tức gì không chị? Hỏi tin tức gì? Chồng của chị. Chị gì? Chồng chị như thế nào? Em nói đi. Chồng của chị nó quen con Hồng ở sân trên. Con của bà và bà lọt chồng. Nhỏ này ghen dám lấy chồng của bà. Là quýnh ghen ầm ầm xảy ra nhiều vấn đề. Thấy chưa? Đúng rồi, cái chuyện này mình có biết gì đâu. Thì mình sống bình thường rồi đúng không? Vậy mà nó nhiều chuyện, nó đem cái chuyện nó báo cho mình biết. Nó làm cho gia đình mình bị xào xáo trước thời hạn. Thấy chưa? Đúng rồi, chưa có xào xáo. Mà nó lại nó nói cái xào xáo trước thời hạn. Hiểu không? Phải chi mà bây giờ cái chuyện đó chưa nghe. Mà bây giờ nghe những đức giảng cái đoạn này là nó giải mã dòng đoạn nó liền. Mai mốt tự nó đến mình giải mã mau hơn. Còn cái này chưa nghe ông thầy giảng gì chân là nó đem chuyện nó đưa cho mình. Cuối cùng mình nhảy đùng đùng lên. Đi đánh ghen chơi. Nên chuyện đức nói tất cả mấy cô mà nghe những đức giảng là mấy cô cực kỳ khôn luôn. Đố mấy cô đi đánh ghen. Đúng không? Có gì đâu đánh ghen. Nó ghen chi? Nó vậy mà có bài đánh ké rồi chứ. Đánh ghen mà cũng có vụ đi đánh ké nữa. Ngộ thế ghê. Có cái bà kêu nó trò đúng là thầy giảng con mới cỡ mở được. Thầy biết hồi đó con đi đánh ghen với bạn con đánh ké mấy lần. Nói, ủa đánh mà có vụ đánh ké. Đánh ké là đánh sao? Nói, con nhỏ này chồng nó
lấy nhỏ này, bà lại bà đánh con nhỏ này, tôi sau lưng tôi giói tay tôi quýt. Giói đánh ghé. Ôi đánh ké đánh gì đó hả? Bà vô duyên, bà tạo nghiệp. Tự nhiên cái chuyện vợ chồng nó đánh kệ đó. Bà sao lưng mà đánh thêm cá, đánh ké. Tôi hỏi bà, nếu đời kiếp nào bà bị một cái nghiệp chướng gì, bà lấy chồng người ta, rồi người ta tập trung 4-5 người, người ta đánh bà theo cái số phận, bà nghĩ như sao? Có ai hiểu được bà lấy chồng người ta là trong đó nó có nội tình gì đâu. Nhưng mà bà có nội tình, lấy chồng người ta nhất định có nội tình, chứ nó không phải là chuyện bỗng không. Không có ai mà người đàn bà mà muốn lấy chồng người ta chứ, chắc chắn phải có nội tình gì. Một là mẹ quá con coi, hai là tiền bạc thiếu thốn, ba là có cái khó khăn gì nên phải cần có tiền, nên phải đem cái mặt mình ra mà làm cái điều đó cảm thấy xấu hổ mà làm. Nếu mình là biết tu thì tự nhiên mình thông cảm tới người ta để hóa giải cái nghiệp. Hiểu không? Còn đi đánh ké nữa chàng. Hay chưa? Bởi vì không nghe tu giảng là đánh ké dữ lắm nè. Nhìn mấy bà này ghê ghê chứ. Gặp nổ máu ghen lên hung dữ ác đạn. Cái máu ghen đó là cái máu kích thích hung dữ. Không có giỡn đâu, nổi máu ghen lên cái là tự nhiên nanh gì nó mọc lên. Nên mấy cái bà mà ghen nhiều là mấy cái bà xấu ác đạn. Xấu dữ lắm. Tại vì sao ghen quá mà sao mà đẹp. Tối ngày mà cứ ghen không à. Chồng đi đâu về là hửi đồ. Kỳ cục như giết ghen chứ mà xấu xí. Rồi máu bị hư luôn, ung thư. Chứ sao tôi báo tin cho mấy cái người mà tôi ghen nghe chưa. Cái nguồn tin tôi báo cho mấy người đi. Cắt cái đoạn này để làm cha cái TikTok 10 phút gỡ đi. Là thầy Nhẫn Đức gỡ tin cho tất cả những người ghen trên quả địa cầu này. Những người mà ghen tuông nhiều là mấy bà đang làm cho quả địa cầu này bị ô nhiễm. Hiểu chưa? Đừng có ghen nữa. Mấy bà càng ghen là mấy bà càng mắc chồng. Tại sao? Tại sao mấy bà ghen mà mấy bà mắc chồng? Vì mấy bà ghen quá giết mấy bà xấu. Chứ sao? Ghen giết nó xấu. Nó vừa xấu nết mà xấu luôn cái mặt. Có ai nói ghen mà đẹp nết không? Hồi xưa chưa từng nghe nói ghen mà đẹp nết bao giờ. Ghen là xấu nết mà xấu luôn cái mặt. Mà cái nết đã xấu là cái tâm xấu. Mà cái tâm mà xấu là cái mặt xấu. Thấy chưa? Mấy bà thấy lan can xấu chứ. Nên mấy cái người mà ghen tuông bừa bãi là mắc chồng. Chồng mà ghen tuông bừa bãi là mắc vợ. Làm sao mà để vợ chồng mà không mắc nhau? Là hành động của mình phải tuyệt vời. Từ cái đối nhân xử thế, từ cái tình thương yêu, từ cái đạo nghĩa, từ cái sự chăm sóc, quan tâm, lo lắng, từ lời nói hành động của mình đến với cha mẹ bên chồng, cha mẹ bên vợ, từ cái ăn tình, cái nghĩa tình đó mà người ta không bao giờ mà ai bước vào tâm người ta để thay thế mình được đâu. Hiểu chưa? Trời ơi, mình chỉ biết ôm cái xác khô đó mình giữ gìn không mà mình đi ghen tuông, mình chửi bới sùm, chửi bới cha mẹ chồng, cha mẹ vợ tá lả, kiểu đó mắc vợ mắc chồng là đúng. Nên những cái người mà ghen tuông, nghe tôi gỡ cái thông điệp này cho mấy người, người nên điều chỉnh cái tâm ghen tuông đó lại đi. Nhất là mấy bà đã ghen rồi mà còn nói thêm cái câu ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Tự nhiên mình đã ghen rồi mà còn chấp nhận cái điều này làm ớt. Không thôi mới bỏ đi mà. Cái nào mà của mình rồi nó có chạy đâu nó cũng là của mình. Còn nó không phải của mình rồi mình có ôm giữ nó cũng chạy mất tiêu. Trời ơi, nằm bên cạnh mình nửa đêm mình ngủ mê nó bò đi mất tiêu. Nó đã không thương, nó không chung thủy rồi mình có cản không được. Nên mình nên giữ mình đi ha. Hiểu không? Giữ mình cho an lạc, giữ mình cho tốt đi, giữ mình cho vui đi, rồi mới ngồi nghe pháp niệm Phật lễ Phật đi. Rồi càng ngày mấy bà càng đẹp. Lúc đó nó thương mấy bà cho mấy bà khổ.
bà kêu bà nói tao ổ thầy, ổ thầy, bởi vì thầy nói Iran sao thầy nói cái gì cũng đúng, nói tôi nói mà không đúng nói làm chi. Lúc chồng con không thương con thấy con buồn chán, khi sau này con học Phật con muốn giảng sanh nó lại thương con, nói tao thấy chưa, cái cõi đời nó lạ kỳ chưa. Khi bả niệm Phật con muốn giảng sanh thì quay lại thằng chồng nó thương dã man luôn, nó thương không tưởng tượng được. Bả nói rằng bả đi tắm nó không cho đi. Kinh khủng quá chợ. Tao tao ông này kỳ cục đi. Đi tắm mà nó cũng không cho đi tắm là làm gì? Nó ẩm đi tắm. Nó thương dã man quá. Trời ơi, ẩm đi tắm luôn. Ghê thiệt. Nó thấy chưa? Đừng có bao giờ mà nói nghe, khi mà nó không nhìn ngó tới thì buồn cô đơn, mà khi nó quá nhìn ngó tới mấy bà cũng thấy quá phiền phức. Hay thiệt. Đặc biệt nhất của con người ta là hãy chấp nhận những cái gì mà mình đang được đi. Nha. Nhớ kỹ nghe, được nhiều hưởng nhiều. Thêm một câu nữa, biết đủ thì thường vui. Nhớ nghe mấy cô, mấy chú, biết đủ thì thường vui nghe. À, biết đủ thì thường vui, tin sâu nhân quả. Vậy là được rồi. Nếu như người tu hành mình mà thường tinh tấn không á, thì đa phần người tu chúng ta đắc đạo hết trơn, giải thoát hết trơn. Nhưng mà không có giữ được tâm ban đầu. Cái tâm ban đầu nó thường tinh tấn ha quý vị. Nhớ kỹ. Mà hiền nữa chứ. Ban đầu hiền. Người tu mình nó ưa bị mấy cái bệnh này nè. Ban đầu tinh tấn, ban đầu hiền, tu càng lâu thì càng giải đãi, càng hung dữ. Bệnh này nhiều lắm quý vị ơi. À, mới nói mạt pháp. Nếu như mà càng tu mà càng tinh tấn, rồi càng tu càng hiền, không buồn giận hay để trong tâm, thì đâu phải mạt pháp đâu. Nên mạt pháp có nghĩa là ban đầu tu thì tinh tấn, ban đầu tu thì hiền, nhưng mà tu giết rồi hung dữ, giải đãi. Cái này là bệnh chung nhiều lắm quý vị ơi. Rất là nhiều luôn à. Mà quý vị biết vì sao mà mang cái bệnh đó không? Vì cái tâm cầu giải thoát của mình nó bị yếu nhất, nó mới giải đãi. Nên người không thật sự vì sanh tử thì giải đãi chứ sao? Chứ nếu như mà mình sâu sắc, mình nhìn thấy cái cõi đời này khổ đau, đa dạng khổ đau hết, thì mình không có giải đãi đâu. Tại vì mình muốn về cực lạc, sao mình giải đãi? Chỉ có cái là mình không muốn về cực lạc nữa mình mới giải đãi. Hoặc là mình đi tu cho vui chơi vậy đó, mình lỡ tu nó cũng vui, rồi thấy nó đi đông nó chạy theo chơi, thì nó giải đãi, nó không có nhìn ra. Còn nếu như mà mình tu vì cái chuyện giải thoát là mình 100% bị tinh tấn, chứ không có giải đại. Nhớ kỹ nghe. Nên cái bệnh giải đại của người niệm Phật, người tu chúng ta là ngay chỗ tâm sanh tử không tha thiết. Cái tâm sanh tử mình không có tha thiết. Quý vị mà coi những buổi nói chuyện như Đức ngày xưa Tịnh Thất Quan Âm đi, thì thấy cái tính khí nói chuyện của những Đức và cái tâm tu giải thoát mạnh đến cái mức nào. Và bây giờ bị nghe lại, bây giờ nó còn dữ hơn ngày xưa, nó mạnh hơn ngày xưa nữa. Ngày xưa nó mạnh là nó bộc phát, nó la âm sùm lên luôn. Giảng sanh la âm sùm. Còn bây giờ là cái tâm tu giải thoát của mình nó càng đi thâm sâu, nó nhẹ nhàng, nó dịu cái tâm lại mà nó thâm sâu thêm. Chứ nó không đi xuống. Mà như Đức thấy nó càng ngày nó càng đi lên, nó càng hướng cái tâm giải thoát. Vì những Đức thấy được cái cõi đời này nó khổ. Cái vai trò mình thấy nó không có khổ gì mà thấy nó còn cực khổ, đa mặt, đa chuyện. Thì thấy rõ ràng không? Từ ngay cái gia đình mình thì thấy không? Thấy thì nó bình yên vậy nhưng nó đa mặt, đa chuyện ở trong cái nhà mình á. Đừng nói chuyện dở.
Chị thấy con người á, người ta giàu thiệt là giàu luôn, mày biết cái chuyện giàu của người ta trong nhà người ta nó cỡ nào chuyện chứ, tùm lum chuyện ở trong nhà người ta chứ á. Nên mới nói là mỗi người mỗi nghiệp và mỗi nhà mỗi cảnh đó, nói vậy đó. Nó vậy mà mình không nhìn ra cái khổ đó đó, nên mình mới giải đãi. Rồi thêm cái nữa là mình tu viết á, mình niệm Phật vô vị, nên mình niệm niệm chứ mình giải đãi không có hương vị. Quý vị chỉ cần niệm Phật á, mà thích niệm là chỉ ngay chỗ này nè. Quý vị biết niệm Phật tốt, không có nói hương vị không hương vị chứ, niệm là tốt thì quý vị sẽ siêng niệm, niệm viết có hương vị. À, niệm với nó có hương vị luôn. Tại vì câu Phật hiệu khi niệm ra thì duyên phước nó tăng, duyên phước nó tăng, duyên phước nó tăng lên. Mà cứ tin vậy thì duyên phước nó tăng hoài, thì tự nhiên quý vị niệm Phật có hương vị chứ sao. Còn nếu như bây giờ quý vị thấy nó vô vị vì làm biến nghĩ niệm, nghĩ niệm thì duyên phước nó giảm lại. Khi vì nghĩ niệm Phật thì đồng nghiệp nó vượt lên qua mặt. Mà nghiệp nó vượt qua mặt rồi thì càng giải đãi niệm Phật, mà càng giải đãi niệm Phật thì nghiệp chướng nó càng tăng lên thêm, tăng thêm thì phước nó giảm, nghiệp nó tăng. Cứ như vậy thì từ từ quý vị đâu có còn cái cảm giác niệm Phật nữa. Nên cái người bỏ tu tịnh độ là gì? Quý vị không niệm Phật á. Khi vị không niệm Phật rồi nghiệp nó vượt lên hoài, thì nghiệp nó vượt lên thì phước nó giảm, duyên nó giảm. Mà cái người mà duyên và phước mà giảm sao tu tịnh độ? Người duyên phước giảm không bao giờ tu tịnh độ. Cái người mà duyên phước tăng mới tu tịnh độ được. Tại vì cái pháp môn tịnh độ, cái danh hiệu của Phật A Di Đà là cái danh hiệu duyên phước quý vị ơi. Cái nhân duyên và cái phước báo của Phật A Di Đà lớn quá, nên mười phương chư Phật mới tán thán. Nên cái người mà tu tịnh độ là duyên phước rất là lớn. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà ngày giảng kinh Vô Lượng Thọ nói thế giới Cực Lạc, mà nhóm A Xà Vương Tử mà nghe mà thích, mà trong tâm đã phát nguyện muốn thành Phật giống Phật A Di Đà, Đức Thích Ca Mâu Ni ngày thọ ký cho họ tương lai sẽ thành Phật giống hệt Phật A Di Đà. Nhưng mà nhân duyên của họ cúng dường 400 ức vị Phật trong vô lượng kiếp. Kinh chưa? Đó. Nghe chính kim khẩu Đức Thế Tôn thiết về thế giới Cực Lạc luôn, mà chưa phát nguyện đời này con vãng sanh, mà phát cái tâm là tương lai con thành Phật giống Phật A Di Đà, chứ không chịu chắp tay lên mà phát nguyện, con quyết chí con niệm Phật đời này con phải vãng sanh về Cực Lạc thì giống Phật A Di Đà. Cái tâm quý vị phát làm sao hình thành ra cái cảnh giới thành tựu quý vị. Nên mình bây giờ không có phát giống nhóm A Xà Vương Tử nghe, mà mình bây giờ phải phát tâm là đời này của con, kiếp này của con, giờ khắc nào mà Phật xuống rước con là con đi theo Phật A Di Đà liền. Hiểu chưa? Phát tâm cho nó mạnh. Thì thấy ở cái cõi này không, mình làm vợ người ta cũng có cái khổ. Có những lúc mình không muốn mà mình cũng phải chịu. Có cái khổ rõ ràng không? Nó, rồi có những lúc mình không muốn đẻ mà mình phải đẻ. Đẻ khổ ai mà ham. Nhưng mà bây giờ bắt buộc phải đẻ. Chứ sao bây giờ? Giống như cái bà Bến Tre, bà đang tu ngon lành thấy ghê, an lạc quá trời, giảng pháp bà vui, bà vỗ tay tung tăng. Tháng sau bà có bầu. Không, mà nói câu này nó hơi chọc lóc quý vị. Tự nhiên giảng pháp vui vỗ tay tung tăng, cái tháng sau có bầu. Chồng của bà làm bà có bầu. Thấy chưa? Từ nơi đó bây giờ cái bụng Trình Bình này, bữa đó mới lên nè, chồng dẫn lên nó. Như mấy cô giờ đang ngon lành đi nghe pháp rồi vỗ tay ầm ầm. Hiểu không? Cấp trước lần nào như thức giảng pháp tôi cũng ngồi đây nè, giờ lâu rồi bà có lên đây được đâu, bụng bự sao lên đây, sao mà ngồi đồng hành với mấy bà nổi. Nó thấy chưa? Khi đâu có muốn đâu, mà nó đến là nó đến à. Thấy cái cõi này chưa? Cái cõi này mình không muốn nó cũng đến. Còn thế giới Cực Lạc á, đa phần là cái tốt đến không, mà toàn là quý vị nghĩ thiện, thiện đến không, không có nghĩ chút ác. Còn cái cõi này quý vị không muốn nghĩ cái ác nó cũng đến. Đó, cái cõi cõi ác, ác nó đến. Nên mình hiểu được cái khổ của cõi này. Ai mà dạy gì giải đãi,
giải đãi là giải khờ, siêng năng niệm Phật, tinh tấn niệm Phật là thông minh. Nhớ kỹ nghe, nói đơn giản dễ hiểu mà không chịu làm nữa vừa tội chết đi. Nên từ nơi đó mọi vị biết rằng là vì sao người tu hành thường giải đãi là do gì? Không có đặt vấn đề sanh tử là đại sự lớn lao, mà đặt cái vấn đề vật chất danh lợi cái cõi đời mạnh quá thì nó giải đãi cái chuyện giải thoát chứ sao. Những đức nó bảo đảm 100% quý vị, quý vị mà đặt vấn đề giàu sang ở cuộc đời mạnh, vợ chồng ở cuộc đời mạnh thì cái tâm tu giải thoát yếu chắc chắn vậy luôn. Nên cái này duyên hợp duyên tan quý vị ơi. Duyên hợp duyên tan. Hôm qua gặp cái cô đó, cô nói trời ơi, hồi đó nghe thầy giảng thấy ghét. Nghe nói gì vô thường thấy ghét ghê. Ta sống với vợ chồng ta hạnh phúc thấy ghê, nói gì đâu. Vô thường, vô thường, vô thường. Thầy giảng tào lao thấy ghét. Xong có khi con phỉ báng thầy ghê. Nhưng mà nhờ cũng nghe qua nên gieo được chủng tử. Con đang hạnh phúc, khỏe thấy ghê thầy. Đi khám bệnh bác sĩ nói con bị ung thư sắp chết. Con nói con khỏe ghê sao ung thư sắp chết. Bác sĩ coi khám lại đi. Con nói khám rồi khám lại gì. Nó khám ung thư mà kêu khám lại. Giờ lo chữa trị thôi. Mà bà ung thư gì phải không? Ung thư ngực. Chồng mà nghe một cái, nghe vợ ung thư ngực xong tự nhiên nó đi mất tiêu luôn, bỏ lại hai đứa con nghe bà nuôi. Trời ơi, giống như ở trên lóc nhà rớt xuống. Kinh khủng không quý vị? Thì bây giờ gặp khổ gì tự nhiên chồng bỏ ôm hai đứa con, bây giờ buồn chán cái chuyện ung thư nữa, sa sút, thời gian không bao lâu ốm ho gầy mòn. Rồi bắt đầu á, lúc đó mới nhớ lại cái lời mình giảng, lúc đó mới lôi ra nghe, thấy mấy người sao vô tình vô nghĩa gì. Thấy chưa, ngộ ghê. Lúc chồng thương thì chớ hề nghĩ đến mình, lúc chồng bỏ mới nghĩ tới tôi thì cục đi ghê. Rồi lúc đó bà nhớ tới là hồi đó bà nghe giảng gọi chân rồi, bà còn chê chết, nói là người ta sống người ta vui mà cứ nói cái vô thường chết chóc không kỳ cục thầy vô duyên. Bởi vì mỏ nhọn phải chữ âm sụm nha. Trời trời, bà nói rõ ràng luôn, bà chữ âm sụm nha, không nghe nữa nghỉ nghe. Ôi ôi, bây giờ chồng bỏ tối ngày nghe hoài, ngộ tới ghê vậy, thấy chưa. Đó vậy đó, bà lỡ bà kể nhưng đức nghe, bà nói nhờ nghe thầy giảng rồi niệm Phật, thầy nói cái câu đúng là độc chiêu thiệt. Cái câu gì? Như đứa hỏi câu gì, câu gì tôi nói mà tôi còn quên. Nó nói là thầy nói cái câu buồn khổ hay bị bỏ rơi gì thì cũng phải sống, mà đã là sống thì phải sống một ngày cho nó tốt, đừng có sống buồn chi. Rồi xong rồi đứa nói tiếp một câu là người ta đã bỏ rơi mình rồi, mình buồn thì người ta cũng bỏ à, buồn chi. Vậy đó mà mấy câu đó tóc bà lên. Ôi ôi, bà tự nhiên bình tĩnh lại liền. Cuối cùng bà phải sống phắn chắn lên phải nuôi con bà. Rồi bà nghe Pháp, bà niệm Phật, nghĩa là bà qua được cái khổ, bà mới tìm mình. Thì lúc đó bà mới thấy đúng là những cái mà thầy nói thẳng 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 thẳng, nhưng mà con người ai cũng sẽ dính. Nhưng Đức nói đã nói mà không dính nói gì. Thời ơi, ta nuôi gần 2.000 người,
Nó bao nhiêu hoàn cảnh tôi đã là đi tìm mấy bà già, tôi ngồi nói chuyện với bà là tôi đã tìm hiểu từ lúc bà mới đẻ ra cho đến khi bà già, bà đã trải qua bao nhiêu việc đó, tôi đã tìm hiểu hết trơn rồi, tôi đã đúc kết lại hết rồi. Những điều tôi nói đơn giản quý vị cho là khùng khùng điên điên, nhưng mà đó là những cái do quý vị không biết. Còn tôi là tôi biết, là tôi hỏi hết trơn rồi, tôi đúc kết xong hết rồi, lúc đó tôi mới đưa ra sản phẩm. Thấy chưa? Không phải tùy tiện đâu. Tôi nói sớm muộn rồi phải dính à, chê chết đi. Rồi mai mốt rồi dính rồi lúc đó tìm tôi, chứ không phải giỡn đâu. Ừ, đó vậy đó. Cuối cùng nhờ Phật pháp giải cứu cuộc đời của bà. Bây giờ tuy ung thư ngực bình thường, nhưng mà bà do cái tâm của bà niệm Phật an lạc, bà không ăn thua gì. Bà nói rõ ràng khi con suy sụp con xuống còn hơn cái gì. Ăn không ngon ngủ không yên, nó xuống cực kỳ xuống luôn thầy. Khi mà nghe những bài giảng của thầy tự nhiên ngồi cừ, rồi sống cuối cùng lần lượt sống cũng qua ngày. Bây giờ cảm thấy cũng bình thường, không có gì. Thấy không? Hay không? Cuộc đời con người á, cái hình thức bên ngoài nó không có tiệt đường mình đâu. Mà cái tiệt đường mình là bản thân mình. Nhớ nghe, mỗi một con người chỉ cần mở ra cho mình con đường thì nó không có tiệt. Mà tại mình đóng con đường mình lại nó mới tiệt. Không có ai tiệt đường mình bằng chính mình tiệt đường mình đâu. Nhớ kỹ á, cái cảnh bên ngoài mà cho mình thoát á, nó chỉ là cái cảnh ở ngoài thôi. Cái nội tâm mà cho mình thoát á, thì không có ai ngăn chặn được quý vị chứ. Nhớ kỹ cái điều này đó nghe. Đó. Cái bộ phim Nghịch Duyên thì coi phải rõ ràng không? Cái nội tâm bà khi thoát được rồi thì chồng mà có cản được bà không? Đâu có cản được bà đâu. Nhưng mà phải cần có thiện chí thức dạy. Như cái câu chuyện Nghịch Duyên mà không có cái cô kia dạy cái bà này là tiêu rồi. Nhờ thiện chí thức dạy. Nên quý vị mỗi ngày cần nghe pháp là nó quan trọng dữ lắm. Vì nó cởi mở tâm tư. Khi mình chưa gặp sự cố mình đã được cởi mở tâm tư hết rồi. Khi mình gặp sự cố gì trong cuộc đời thì mình giải quyết mau lắm. Nên trong cuộc đời này có người ta thường đặt cái lòng tin vào cái cõi đời mà không có nguồn gốc. Mà người ta lại đặt niềm tin mạnh. Khi mà người ta vỡ mộng của cuộc đời thì người ta tự nhiên tuyệt vọng. Đặt lòng tin vào con người, biết rằng mình vẫn tin con người nhưng mà mình phải tin nhân quả. Vì cái nhân cái quả là chính mình gieo nhân mình gặt quả. Bây giờ mình được thương yêu quý mến là do vì cái nhân mình gieo lúc này là thiện. Cái khúc đường này thiện nên mình gặp thiện. Còn tới cái khúc đường khác là nó ác, mình đã từng gieo nhân ác, thì cái người thiện này nó trở mặt nó thành ác lại. Thì bản thân mình phải tin nhân quả, nó không phải tuyệt vọng. Còn nếu như mình đặt để vào người ta hết, mà mình buông hết cái tâm mình ra luôn, cuối cùng tới cái đoạn đường ác người ta trở mặt với mình, cái lúc đó mình đặt cái câu hỏi tại sao, tại sao đối xử với tôi gì. Mà càng đặt cái câu tại sao thì không có giải thích được. Nhân quả thì giải thích được, chứ đặt câu tại sao thì không có giải thích. Giải thích sao được, mình bị bó buộc rồi sao giải thích. Mình bị chói buộc rồi, giống như mình bị ám muội rồi, làm sao mà cho mình thấy đây. Nên con người phải tin sâu nhân quả. Đoạn đường thiện là do nhân mình đã gieo thiện, tới đoạn đường ác là nhân mình đã gieo ác. Nó trong cái cõi đời này đâu có thể nào mà cả đời của người mà đến với mình tốt hoài đâu, hiếm lắm. Nên khúc tốt, khúc không tốt, rồi khúc tốt, khúc không tốt. Vì sống với vợ chồng thì coi có phải không, có những cặp vợ chồng một khoảng thời gian hạnh phúc thế ghê, còn khoảng thời gian chia tay nhau rồi nó còn duyên còn nợ nó ghép lại nữa. Có những cặp vợ chồng mà xa nhau mấy lần rồi mới sống với nhau cả đời tới già. Nó đó là quý vị nghe gì là quý vị thấy phù hợp với cái điều mà cuộc đời quý vị chưa. Nhân quả, còn có những cặp vợ chồng thì cả đời sống với nhau mà lại dính mắt nhau thì cũng trở thành ác nữa. Vì cả đời sống tốt nhưng mà lại dính mắt nhau thì xa lìa khổ. Mà xa lìa mà khổ thì đi đỏ tam đồ. Như cái cặp vợ chồng á, cái ông già 75 tuổi, bả chết mà ổng ôm bà, ổng hung, ổng chục hung bà, mà bà chết queo rồi. Mà ổng kể lễ lúc còn sống sao sao,
rồi ổng hung chung chung chục mà hung cái xác chết, phải xa lìa khổ chưa. Thì bà cũng đọa lạc mà ông cũng đọa lạc luôn nữa, ghê chưa. Nhớ kỹ đó, cái tình thương thế gian á mà không hiểu thì nó cũng thành ác. Nhìn thì nó thiện cảnh thế gian nhưng mà nó lại ác xuất thế gian, là xuất thế gian là ra khỏi thế gian mình đi đọa. Nên từ nơi đó cái nguyên lý của Phật pháp mình nghe mình phải hiểu, hiểu những cái điều đơn giản gì để mình áp dụng là tin nhân quả. Khi mình tin nhân quả rồi cuộc đời quý vị sẽ tinh tấn liền, vì tin nhân quả mình sẽ tinh tấn. Cái người mà không tin nhân quả người giải đãi, vì họ không tin nhân quả nên họ tin vào cái bản lãnh của họ. Còn mình tin vào nhân quả là mình tin vào đạo đức, tin vào phước duyên để thành đạt sự nghiệp thế gian, sức thế gian quan trọng lắm á quý vị ơi. Nó, mỗi buổi tôi chia sẻ mà không nghe là nó uổng lắm. Thấy không? Nghe thấy xác thực dễ hiểu chưa? Mà mỗi lần nghe là mỗi lần gỡ ra một chút trong cuộc đời mình. Mỗi lần nghe là mỗi lần gỡ ra cái tâm ra. Không có buồn người ta nữa, thấy chưa? Mỗi lần nghe là không có buồn ai nữa chứ á. Mình mà buồn á là cái nghiệp chướng của mình tăng mà cái phước mình tiêu đó. Mà mỗi lần mình buồn là mình khổ. Buồn là khổ chứ gì. Bây giờ mình ngồi mình vậy lại vui, còn mình ngồi mà mình thấy không, khổ thấy chưa. Ai mà nói gì mà đẹp không, dù như ngồi gì dù có xấu cái nào cũng có được, nhưng mà đáng gì rồi mà còn trời ơi nó xấu kinh khủng quý vị không, giả mang luôn phải không. Nên từ nơi đó mà, nên mỗi người mình phải hiểu. Nên khi hiểu được rồi thì tự nhiên á, bản thân mỗi người chúng ta mình sẽ tin nhân quả khi mình học Phật. Tin nhân quả khi mình học Phật. Lấy cái quạt này đẩy cái sau lưng đi mấy em, để cho mấy cô coi dễ. Cản hai ba bà đẩy sau lưng luôn đi. Sau lưng thổi tới. Nên từ nơi đó mà mình học Phật á, cái tâm niệm con người mình mà niệm niệm nghĩ gì người mình sẽ cái góc độ quan sát rộng. Đúng không? Nên con người ta tu á mà tự nhiên từ từ nó có thần thông là do gì, cái tâm người ta nó thông á, nên thần thông nó mới phát triển. Thần thông là năng lực á quý vị. Nó phát triển được là do tâm lượng lớn á. Giết rồi cái giác quan con người bị nó nhạy dữ lắm. Tâm lượng nó lớn giác quan nó mới nhạy. Đúng không? Trời ơi mà. Ngồi nói chuyện mà có khi người ta chưa nói chứ mười mấy hai chục cô ngồi mình đứt nhìn quan sát cái những đứt biết nói cái đoạn nào để trúng ngay cái bà đó đang ngồi đó. Bà chưa hỏi một câu nữa mà như đứt nói rõ ràng trong nội tâm đó luôn. Xong nói xong quỳ xuống lại quá trời lại, tưởng nó mình là ai ấy, biết không. Nó tợ có là ai đâu, tôi đoán được thôi, tôi đoán phần trăm được trong cặp mắt quý vị ấy. Vậy thôi chứ biết gì đâu. Nó chỉ cần nhìn vào ánh mắt cô thì tôi biết nội tâm cô đã có những điều gì trong cõi lòng mà muốn hỏi tôi. Vậy mới ghê. Hiểu không? Mà muốn nhìn vào ánh mắt người ta mà đoán được cõi lòng người ta là đừng bao giờ bị ánh mắt người ta lôi cuốn. Tại vì mình nhìn vào ánh mắt người ta mà bị ánh mắt người ta lôi cuốn là đặt tình cảm cá nhân thì con người mình sẽ ngu si. Vì dụng tình hành sự là ngu si. Còn mình nhìn vào ánh mắt người ta, dù ánh mắt người ta có đẹp cỡ nào, mình chỉ cảm nhận được nội lòng người ta đang cần cái gì, cái nội tâm người ta đang cần cái gì, người ta cần hỏi mình cái gì để mình nói thôi. Chứ mình không bị cái cặp mắt đó thu hút. Chứ nếu mình bị cặp mắt đó thu hút là mình tiêu rồi. Mình nói tào lao không, nó lạc đầy hết trơn luôn, đừng có chuyện giật chơi. Trời ơi, này là kinh nghiệm hồi xưa còn trẻ trẻ, khi cũng muốn gặp một người đó mình nói chuyện này chuyện kia dữ lắm với người đó, to ơi vừa gặp họ nhìn một cái quên chơi. Nó thấy chưa,
Bây giờ bao nhiêu người nhìn tôi có quên đâu. Là tại vì tôi không có bị thu hút một cá nhân. Còn ngày xưa là bị thu hút một cá nhân, nên con người mình quên hết trơn những cái gì mà mình đã nhớ. Nó còn bây giờ nó bình tĩnh, ai muốn nhìn thì nhìn kệ người ta. Mình có bị ảnh hưởng gì đâu, nên cái trí tuệ nó mới phát sinh được, là vì nó không có đặt tình cảm một cá nhân nào. Hiểu không? Đó quan trọng đó. Những cái điều nói nó đơn giản vậy đó, nhưng mà nó không đơn giản như vì nghĩ nó đâu. Rèn luyện công phu đi, nhớ nghe. Nó nên mỗi một buổi chia sẻ với vị mà nghe đó, tâm tư bị cởi mở hết trơn. Và quý vị sẽ sống một đời này hạnh phúc lắm. Dù quý vị gặp sự cố gì vị cũng hạnh phúc nữa. Tại vì nó ngắn ngủi mà. Mà Đức Thích Ca ngày đã điểm hóa rõ ràng rồi. Này các con, hãy sống một đời chịu khó chịu khổ ngắn ngủi này đi. Đó. Ngài kêu mình là sống một đời ngắn ngủi chịu khó chịu khổ này đi. Rồi các con hãy niệm Phật đi. Rồi tương lai Phật A Di Đà rước các con về Cực Lạc là không còn khổ. À, Đức Thích Ca Mâu Ni ngày điểm hóa rõ ràng. Ngài không có nói đẹp xấu gì cá nhân riêng biệt, mà Ngài nói tóm tắt là các con là tất cả chúng sanh. Đã mang thân này là còn cái khổ. Đã còn mang thân này là còn cái khổ. À, nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị nắm chắc câu Phật hiệu niệm cả đời nghe, để cuối đời chúng ta đều hẹn gặp ở Cực Lạc Tây Phương quý vị. A Di Đà Phật. À, chúng ta đọc 12 lời đại nguyện quý vị. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con hóa sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện
thường xuyên đảnh lễ Ngài. Khi vạn sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. À, chúng ta gặp được tịnh độ nên phát nguyện cả đời niệm Phật. Dù thuận duyên, nghịch duyên gì cũng cả đời niệm Phật quý vị. Và những người mang nghiệp phá thai, hương linh thai nhi, có đi theo nghe gì, các con cũng nên buông cái tâm hận thù, nên niệm Phật cầu sanh cực lạc mới hết khổ. Hay quan gia trái chủ, hay cổ quyền thất tổ chúng ta, trong gia đình mắc mà chưa siêu thoát, nên nghe gì để mà phát tâm niệm Phật để cầu sanh cực lạc nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.